Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 75. Trực tiếp giết tới, nghe thấy Tiêu Phàm nói, Thạch Thánh, Sở Phiền cùng Diệp Trường Sinh trực tiếp trợn tròn mắt, đây chính là Diêm La Phủ, vô cùng có khả năng có cường giả chiến thần cảnh, bọn hắn giết tới chẳng phải là tự tìm cái chết. Sợ thì cách ta xa một chút. Tiêu Phàm xem thường nhìn Thạch Thánh cùng Sở Phiền một cái. Đừng nhìn hai gia hỏa bình thường một mặt không kinh, nhưng mỗi lần thật muốn bọn hắn đi liều mạng, bọn hắn đều sẽ không nguyện ý, đường đường chiến thánh cảnh đỉnh phong lại thích làm loại chuyện gõ ám côn. Cũng không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm liền trực tiếp đạp không mà lên, Tu La kiếm không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, lóa mắt liền không gặp thân ảnh. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng liền xông lên, căn bản không chút do dự. Tiêu đại ca thực giết tới. Sở Phiền trợn tròn mắt. Tiêu lão đại, không nên vọng động a. Thạch Thánh hét lớn, lại không có ý tứ truy theo. Diệp Trường Sinh ngược lại là muốn theo đi lên, nhưng trong nháy mắt liền không biết Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim đi nơi nào, tốc độ Tiêu Phàm hoàn toàn không phải hắn có thể so. Nhìn thấy Thạch Thánh cùng Sở Phiền còn đang châu đầu ghé tai, Diệp Trường Sinh một mặt im lặng, đi đến bên cạnh hai người hoàn toàn không phát hiện, không kiêng nể gì cả nghị luận. Sở Phiền, ngươi sẽ không phải sợ chết chứ? Thạch Thánh khinh bỉ nói. Ta là sợ chết à, ngươi không sợ chết, vậy ngươi lên đi. Sở Phiền một mặt không quan trọng. Thạch Thánh lập tức tịt ngòi, vội vàng nói, ta chỉ là một tiểu hài tử, sao có thể đi tham dự sự tình đại nhân? Việc này vẫn là giao cho Tiêu lão đại, ta đối với hắn có lòng tin. Ta cũng vậy, ta năm nay mới 7 tuổi, không, 6 tuổi rưỡi. Sở Phiền một mặt tán đồng. Các ngươi thực không đi. Lúc này, thanh âm Diệp Trường Sinh vang lên làm hai người giật mình, vội vàng nhảy đến một bên, bọn hắn hiển nhiên tưởng rằng Tiêu Phàm trở về. Đi chứ, nhưng mấu chốt là chúng ta không biết hắn đi nơi nào. Thạch Thánh vội vàng nói. Yên tâm, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt mới có thể có tác dụng, Tiêu đại ca 10 lần như một, cho nên mới cố ý vứt bỏ chúng ta. Sở Phiền vỗ L âm ngực nói. Một mặt dương dương đắc ý. Diệp Trường Sinh lắc đầu, đối với hai người hoàn toàn vô ngữ, hắn lách mình tại chỗ biến mất, dọc theo phương hướng Tiêu Phàm rời đi. Chờ ta với. Sở Phiền kêu to, cùng Thạch Thánh nhanh chóng xuất hiện ở bên người Diệp Trường Sinh. Mà lúc này, Tiêu Phàm bôn ba trong bóng đêm như là quỷ mị, Tiểu Kim cũng biến thành đen tuyền, rơi vào trên bờ vai Tiêu Phàm, loại màu sắc này bên trong hắc ám cơ hồ không cần tính. Tiểu Kim, từ khi được huyết thần long truyền thừa, ta đều không biết ngươi hiện tại là chủng tộc gì, là long, là sư tử, hay là long sư tử. Tiêu Phàm quay đầu quét Tiểu Kim một cái. Giống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, sau đó lắc đầu, muốn thuyết minh cái gì, lại nói không ra lời. Nó không giống đám cửu giai hồn thú chọc thiên hồng, bởi vì đã từng đột phá qua chiến thần cảnh, nắm giữ năng lực mở miệng nói chuyện. Chờ ngươi đột phá thần giai lại nói cho ta, dù sao ngươi cũng sắp rồi, chúng ta chia ra hành động. Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim nói. Tiểu Kim nhẹ nhàng gật đầu, giống như một hắc sắc linh miêu bay vọt lên, động tác thập phần nhẹ nhàng, con ngươi đen kịt bỗng nhiên nhìn chằm chằm phía dưới, sau đó đột nhiên đánh tới. Chính là nơi này. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, đọc đến ký ức huyết vô thường, Tiêu Phàm đã sớm biết rõ vị trí bản bộ Diêm La Phủ. Chỉ là hắn cố ý giả bộ như không biết, mang theo bọn Diệp Trường Sinh ở các đại thành trì Bắc vực xuyên loạn mà thôi. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm cũng đổi một thân hắc sắc trang phục, cả người nhìn qua tinh thần sáng rực, gọn gàng. Rất lâu không làm sát thủ, nợ huynh đệ Tu La Điện đã chết, ta cũng nên đòi lại một chút lợi tức. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Đột nhiên, ý cười trong mắt Tiêu Phàm ngưng kết tại cùng một chỗ, trong lòng hơi trầm xuống nói. Sát khí thật cường đại, nhiều người như vậy, đây là muốn làm gì? Từ khi lĩnh ngộ cảnh giới kiếm đạo nhập vi, Tiêu Phàm đối với hoàn cảnh xung quanh biến hóa thập phần mẫn cảm, sát khí này như có như không, lại hết sức băng lãnh. Mặc kệ, trước hết giết rồi nói. Tiêu Phàm ẩn tàng khí tức, leo tường chui vào bên trong phủ đệ, hắn đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, trực tiếp xâm nhập vào trong đó. Bên trong phủ đệ tiểu viện có mấy đội ngũ tuần tra qua lại xen kẽ. Hơn nữa tu vi đều không thấp, vậy mà đều là chiến đế cảnh. Điều này khiến Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn,
Bình thường chiến đế cảnh sát thủ là hết sức ít gặp, dù hiện tại Tu La Điện cũng coi là cao thủ. Nhưng mà tại Diêm La Phủ, chiến đế cảnh chỉ có thể dùng để tuần tra, mặc dù thực lực những người này uy hiếp không được Tiêu Phàm, nhưng trong lòng hắn dù sao cũng hơi không bình tĩnh. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm liền phát hiện một vấn đề, huyết sát chi khí trên người những người này rất nhạt, trên tay cũng chưa có bao nhiêu mạng người. Bọn hắn không phải sát thủ. Tiêu Phàm xác định, hắn rất nhanh liền nghĩ đến chiến thần điện, những người này đoán chừng 10 phần là chiến thần điện điều tới, bây giờ Diêm La Phủ đoán chừng cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Giết chết những người này đối với Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ bại lộ bản thân tồn tại, cho nên Tiêu Phàm trực tiếp né qua bọn hắn. Lấy tốc độ Tiêu Phàm, chiến đế cảnh muốn phát hiện hắn tự nhiên là không có khả năng, xuyên qua tiền viện, đi tới trung viện, nơi này Tiêu Phàm nhìn thấy không ít tuần tra lại là chiến thánh cảnh. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được khí tức trên người những người này hết sức kỳ lạ, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, tựa như mất đi ý thức. Bọn hắn sớm đã bị khống chế. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lẽo, chiến thần điện thật đúng là tàn nhẫn, ngay cả người của mình đều không tha. Loại thủ pháp này cùng chủng ma chi thuật đệ nhị trọng có chút giống nhau, những người này đã như cái xác không hồn, sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh chiến thần điện. Lần này Tiêu Phàm không buông tha bọn hắn, hắn giống như u linh, một kiếm nhẹ nhàng lóe qua, không có bất kỳ kiếm khí, cũng không có bất kỳ hồn lực ba động. Chính là một kiếm bình thường nhất, mười mấy tu sĩ chiến thánh cảnh sơ kỳ trực tiếp nhất kiếm phong hầu, Tiêu Phàm đem thi thể bọn hắn thu hồi lại, huyết phụ hư không cũng bị mất không còn một mảnh. Trở về rồi an táng các ngươi. Tiêu Phàm thu liễm nỗi lòng, hắn lần nữa động, lần này xuất hiện ở phía trên một đầu hành lang. Tiêu Phàm phát hiện gian phòng nơi này bố trí rất đơn sơ, chính là một tòa tứ hợp viện, bốn phía là từng dãy phòng ở, mỗi một căn phòng đều dùng hồn giới ngăn cách, không ảnh hưởng lẫn nhau. Ký ức Tiêu Phàm đối với nơi này rất mơ hồ, dù là lấy thân phận huyết vô thường vậy mà cũng không có bất kỳ tin tức gì, bất quá hắn lại có thể thấy được những thân ảnh trong phòng. Xem ra Diêm La Phủ gia nhập chiến thần điện xong, huyết vô thường cũng không có bất luận địa vị gì. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, đáng tiếc bên trong những đội ngũ tuần tra không có ký ức để tìm kiếm, bằng không mà nói, Tiêu Phàm có thể biết rõ tin tức hắn muốn. Chỉ có thể từ trên người những sát thủ tìm kiếm tin tức. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm. Lúc này, Tiêu Phàm ở xung quanh tứ hợp viện bố trí một đạo hồn giới, vây nhốt vùng hư không này, hắn lần nữa đi vào, gõ cửa một gian phòng. Ai, bên trong truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Phủ chủ bảo các hạ đi qua. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra một câu, đem khí tức tự thân áp chế ở chiến đế cảnh, để đối phương không có bất kỳ đề phòng. Quả nhiên, rất nhanh liền có một đạo thân ảnh áo đen mở cửa phòng đi ra, đối với Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều đề phòng. Lúc này, Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, giống như quỷ mị, một cái kim châm trong tay bỗng nhiên cắm vào vị trí hồn hải thân ảnh áo đen. Thân ảnh áo bào đen trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, nhưng mà căn bản phản ứng kịp, liền bị Tiêu Phàm một chưởng đẩy vào trong gian phòng. Hắc y nhân rất muốn lớn tiếng gào thét, nhưng lại kêu không ra. Tựa như lực lượng toàn thân đều bị người phong ấn, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, phải biết hắn là chiến thánh đỉnh phong, đến hắn đều không có bất luận sức phản kháng, có thể thấy thực lực đối thủ cao đến thế nào. Xem như một sát thủ, bản thân vậy mà không cảm nhận được sát cơ trên người đối phương, đây chính là chuyện vô cùng kỳ quái. Kỳ thật, Hắc Y Nhân cũng chỉ là tạm thời xung làm sát thủ mà thôi. Hắn cùng với sát thủ chân chính còn một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đừng nói Tiêu Phàm, dù là chiến thánh cảnh hậu kỳ, thậm chí trung kỳ đều có thể ám sát hắn. Người khác không cách nào vượt giai chiến đấu, nhưng sát thủ có thể vượt giai giết người, đây cũng là một thủ đoạn khảo hạch trọng yếu của sát thủ. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, khi kim châm cắm vào thể nội Hắc Y Nhân, thân hình hắn tiến lên, trong nháy mắt đi vào bên trong, đóng kỹ cửa phòng. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn không đến 1/10 trong chớp mắt, chém giết một chiến thánh cảnh đỉnh phong liền là đơn giản như thế, đây chính là thực lực Tiêu Phàm hiện tại. Ngay sau đó, hai đạo lục quang bỗng nhiên bắn vào trong mắt Hắc Y Nhân, còn người Hắc Y Nhân co rụt lại, đều là vẻ sợ hãi, đáng tiếc linh hồn cường độ Tiêu Phàm bây giờ cũng không yếu hơn chiến thần cảnh, hắn có thể phản kháng như thế nào được. Trong chốc lát,
Tiêu Phàm liền minh bạch phát sinh cái gì, con người trở nên vô cùng băng lãnh, hay một cái Diêm La Phủ, thậm chí ngay cả Độc Cô gia tộc cũng dám động, còn một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm từ trong trí nhớ Hắc Y Nhân nhìn thấy hôm nay ba chiến thần cảnh Diêm La Thiên Tử bọn hắn cùng những sát thủ nói chuyện, trong đầu Tiêu Phàm nhớ kỹ ở khuôn mặt Diêm La Thiên Tử cùng môn chủ La Sinh Môn. Diêm La Thiên Tử, La Sinh Môn chủ đột phá chiến thần cảnh cũng tốt, hy vọng các ngươi đừng khiến ta thất vọng, có thể để cho ta chơi một hồi. Tiêu Phàm lóe qua một tia cười lạnh. Hắc Y Nhân nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, đáng tiếc Tiêu Phàm vẫn không có tha cho hắn, trực tiếp khống chế ý niệm, đoạt hắn một mệnh. Đưa tay vung lên, Tiêu Phàm đem thi thể Hắc Y Nhân thu nhập bên trong hồn giới, sau đó con người đột nhiên run lên, không đúng, lấy thực lực Diêm La Phủ không thể nào là đối thủ Độc Cô gia tộc mới đúng, hơn nữa Diêm La Phủ chỉ tập sát thần binh thánh thành Độc Cô gia tộc chi nhánh, Độc Cô cổ tộc thì sao? Tiêu Phàm không tự giác ngẩng đầu nhìn chân trời, một vòng lăng lệ từ trong mắt lóe lên, kinh ngạc nói, chiến thần điện muốn động thủ với Độc Cô gia tộc. Hồi tưởng một cái, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, thần binh các là tồn tại cực kỳ đặc thù, nó gia tăng vũ khí bảo hộ cho chiến hồn đại lục. Cũng đừng nhìn chỉ là một kiện hồn binh, có thời điểm, một kiện hồn binh là có thể di bổ một cái, thậm chí chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, trong chiến đấu khả năng liền đưa đến tác dụng cực lớn. Lại càng không cần phải nói một kiện thần binh. Mà hiện tại Độc Cô gia tộc là gia tộc duy nhất có thể đúc TT ảo thần binh ở chiến hồn đại lục, chiến thần điện không diệt Độc Cô gia tộc còn diệt ai đây? Đầu tiên là thần binh các, sau đó nhất định là thần dược các, sau đó chính là liệp hồn các, nói cách khác, mục tiêu chiến thần điện kế tiếp chính là Sở gia cùng Tô gia. Trong lòng Tiêu Phàm bỗng nhiên lột bột một cái. Thần binh các, thần dược các cùng liệp hồn các, địa vị tam các hết sức đặc thù, hồn binh thần binh các. Đan dược thần dược các, còn có hồn thú cùng hồn tinh liệp hồn các trong chiến đấu đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Chiến thần điện sở dĩ ra tay với Độc Cô gia tộc cũng chính là nguyên nhân này. Nghĩ đến những cái này, nội tâm Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh, bây giờ cách giờ tí còn khoảng một canh giờ, từ nơi này chạy tới Độc Cô cổ thành đoán chừng đã không kịp, nếu như chiến thần điện đánh lén Độc Cô cổ thành, thật đúng là có khả năng thành công. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng. Một phương diện hắn may mắn đi tới nơi này biết rõ âm mưu chiến thần điện, một phương diện khác Tiêu Phàm lại có chút không biết làm gì. Biết rõ chiến thần điện muốn đối phó Độc Cô cổ tộc, hắn lại nghĩ không ra biện pháp gì. Nguyên một đám suy nghĩ từ trong đầu Tiêu Phàm lóe qua, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, đúng rồi, Độc Cô tướng đỉnh chắc ở Độc Cô cổ thành, xem có thể thông chi hắn hay không. Độc Cô tướng đỉnh là bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng, chỉ cần tại chiến hồn đại lục. Vô luận cách xa xôi bao nhiêu, Tiêu Phàm đều có thể khống chế hắn. Nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, trên mặt Tiêu Phàm rốt cục hiển hiện một vòng ý cười, tựa như tảng đá lớn đặt ở trong lòng rốt cục buông xuống. Siết chóc, chân chính bắt đầu. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tòa tứ hợp viện bị Tiêu Phàm dùng hồn giới khống chế, thanh âm bên trong căn bản không truyền đi ra, người bên ngoài cũng căn bản là không có cách nghe được thanh âm bên trong. Tiêu Phàm y dạng họa hồ lô, vẻn vẹn nửa nén hương liền đem người bên trong tòa tứ hợp viện thanh lý không còn một mảnh, trừ những sát thủ biến mất, nơi khác dù là một bông hoa một cọng cỏ đều không động đậy. Hai chiến thánh cảnh đỉnh phong, sáu chiến thánh cảnh hậu kỳ, 18 chiến thánh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ dưới một tòa tiểu viện. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Giết những người này Tiêu Phàm không có bất kỳ cảm giác tội lỗi, những người này bị chiến thần điện khống chế. Tương lai nhất định sẽ đứng ở bên chiến thần điện, trở thành địch nhân chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm hiện tại xử lý bọn hắn sẽ tránh cho càng nhiều tu sĩ chiến hồn đại lục chết trong tay bọn hắn, trở về đem bọn hắn mai táng, đối với những người này mà nói cũng coi là một loại giải thoát. Tòa tiểu viện thứ hai, Tiêu Phàm dùng phương pháp đồng dạng, đem tất cả sát thủ bên trong đều vụng trộm diệt sát, Tiêu Phàm tốn không đến một nén nhang. Cách giờ tí càng ngày càng gần. Lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều, một canh giờ không sai biệt lắm bốn nén nhang thời gian, hiện tại chỉ còn lại không đến nửa canh giờ. Phải tăng tốc độ mới được, đúng, tiểu kim đâu? Tiêu Phàm nhìn quanh bốn phía, lại không thấy được bất luận thân ảnh gì, tiểu kim không phải chia ra hành động à, sẽ không chạy nơi khác chứ? Giống giống. Đột nhiên, một trận tiếng gầm vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Trừ tiểu kim thì còn là ai?
Tiêu Phàm lộ ra vẻ quái dị, vừa muốn nói cái gì, trong miệng Tiểu Kim thốt ra một khỏa thần lực chi tinh, trong tay lại hơ hơ. Ngươi giết một chiến thần cảnh, Tiêu Phàm không thể tin nhìn Tiểu Kim, chiến thần cảnh đó, dễ dàng giết như vậy sao? Mặc dù Tiêu Phàm không tin, nhưng thần lực chi tinh lại không làm giả được, Tiêu Phàm vội vàng đem thần lực chi tinh ném vào bên trong tiểu thiên địa, ngăn cách khí tức ẩn chứa trong thần lực chi tinh. Tiểu Kim lại một mặt ngạo nghễ, lại khoa tay một trận, bộ dáng thập phần buồn cười, Tiêu Phàm không còn gì để nói. Tiêu Phàm lúc này mới xác định Tiểu Kim thực giết một chiến thần cảnh được mai thần lực chi tinh mà không phải nhặt được. Kỳ thật nói cho đúng, chỉ là một kẻ vừa mới đột phá đến chiến thần cảnh mà thôi, cũng trách người kia không may, hiển lộ khí tức thần lực chi tinh, khi Tiểu Kim chạy tới, người kia đúng lúc là thời kỳ suy yếu, liền bị Tiểu Kim tát cái giết chết. Chờ đã, người vừa mới nói người giết chết người kia là ở hậu viện. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tiểu Kim gật đầu, khoa tay một hồi lâu. Chỉ có một chiến thần cảnh, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không biết chỗ nào không thích hợp. Thu liếm tâm thần, ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra một tia tàn nhẫn, nói, mặc kệ, trước tiên đem người ở đây xử lý, bằng không, Độc Cô gia tộc thật là xui xẻo. Có Tiểu Kim gia nhập, tốc độ bọn họ tăng tốc hơn rất nhiều, chỉ cần bố trí tốt hồn giới, sau đó hồn lực quét qua, đem những chiến thánh cảnh đỉnh phong giết chết, những người khác cơ bản liền mặc người chém giết. Giờ tí đến. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ từ trên cao ép rơi xuống. Cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ, sắc mặt Tiêu Phàm hơi trầm xuống một cái. Tựa như đã sớm chuẩn bị ứng đối. Thân ảnh lóe lên, Tiêu Phàm lấy tốc độ cực nhanh xông ra, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài tòa phủ đệ này. Ngay tại lúc đó, một đạo trưởng cương từ trời hạ xuống, hung hăng đập vào vị trí Tiêu Phàm trước đó. Tiêu Phàm cũng không có thoát nơi đây, hắn cũng biết rõ, muốn từ trong tay đối phương đào thoát, đoán chừng cũng căn bản không có khả năng. Quay đầu nhìn lại. Tiêu Phàm phát hiện bên trong đêm tối không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một hắc bào lão giả còng xuống, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Là các ngươi giết tôn nhi ta, lão giả ngữ khí thập phần trầm thấp cùng khàn khàn, hận không thể đem Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim ăn sống nuốt tươi, bởi vì trên người bọn hắn đều tiêm nhiễm khí tức tôn nhi hắn. Tôn nhi, Tiêu Phàm nhìn Tiểu Kim một cái, lại cổ quái nhìn lão giả lưng còng đối diện. Không cần nghĩ cũng biết rõ Tiểu Kim vừa mới giết nhất định là tôn nhi lão giả lưng còng. Hô hô đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió vang lên, bên ngoài Tiêu Phàm mấy trăm trượng đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, trên thân người phát ra khí tức đều siêu việt chiến thánh cảnh đỉnh phong. Chiến thần cảnh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn một cái liền nhận ra hai người trong ba người đối diện, chính là Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ. Kẻ thứ ba Tiêu Phàm không quen biết. Là một hắc bào nam tử, Tiêu Phàm cũng không quan tâm, con ngươi lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm Diêm La Thiên Tử, sát khí đáng sợ nở rộ ra. Tiêu Phàm vẫn muốn thay lão sư túy ông báo thù, thẳng đến hiện tại mới thấy được chính chủ, lúc này Tiêu Phàm làm sao có thể bình tĩnh đây. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, lông tóc toàn thân nổ lên, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên, dù đối phương là chiến thần cảnh nó cũng không sợ hãi. Bất quá khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ vậy mà cực kỳ kính trọng đối với lão giả lưng còng. Phải biết, Diêm La Thiên Tử bọn hắn đều là chiến thần cảnh, có thể làm cho bọn hắn kính trọng như thế, không chỉ có riêng thân phận, còn có thực lực. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng lão giả này mạnh bao nhiêu, khí tức trên người hắn phát ra có thể so sánh với Diêm La Thiên Tử bọn hắn cường đại hơn quá nhiều. Lão đầu này chỉ ít hẳn là chiến thần cảnh trung kỳ, thậm chí tu vi hậu kỳ. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ biến, nếu như là chiến thần cảnh sơ kỳ thì hắn còn có thể liều mạng. Nhưng nếu như là chiến thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ, sự tình khả năng liền phiền phức. Giống, đột nhiên, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, cùng Tiêu Phàm khoa tay một cái. Ánh mắt Tiêu Phàm hơi động một chút, lập tức chỗ sâu đáy mắt lóe qua một vòng hồng quang, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói, nguyên lai là một đạo áo nghĩa hình chiếu. Kém chút hù chết ta. Áo nghĩa hình chiếu, đột phá chiến thần cảnh là có thể tiêu hao tự thân thần lực, dung nhập áo nghĩa, tạm thời ngưng tụ ra một mảnh hình chiếu. Hình chiếu mặc dù ẩn chứa áo nghĩa thần uy,
nhưng thực lực chân chính cũng không được tốt lắm, bằng không một trưởng kia đã đủ để chụp chết hắn. Hơn nữa, áo nghĩa hình chiếu thời gian có hạn, tối đa cũng liền kiên trì thời gian một nén nhang mà thôi, lão đầu này đoán chừng là từ một nơi khác chạy đến, trên đường đã chậm trễ không ít thời gian. Nếu như không phải Tiểu Kim nhắc nhở, Tiêu Phàm thật đúng là nhìn không ra lão đầu chỉ là một bộ áo nghĩa hình chiếu, điều này đã chứng minh Tiểu Kim cường đại. Ngươi chính là Tiêu Phàm, lão giả lưng còng mở miệng, nhe răng cười một tiếng, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, còn ngươi tựa như nhìn một người chết. Diêm La Thiên Tử, La Sinh Môn Chủ, Tiêu Phàm không có để ý tới hắc bào lão giả, ngược lại nhìn về phía hai người khác, sát khí nặng nề nói, là các ngươi làm tổn thương sư tôn ta. Không nghĩ tới ngươi thực sự là đồ đệ Gia Cát lão đầu, hắn đúng là do chúng ta tổn thương, đáng tiếc chúng ta không có giết chết hắn, để hắn sống lâu thêm mấy ngày. Diêm La Thiên Tử cười lạnh không thôi. Đột phá đến chiến thần cảnh, một chiến thánh cảnh thật đúng là không có gì có thể khiến cho hắn lo lắng, nếu như có thể làm thịt Tiêu Phàm, được lão giả lưng còng coi trọng, với hắn mà nói tuyệt đối là một cơ hội. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ chết rất thảm. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hiện tại hắn cũng yên tĩnh, sát ý trên người chậm rãi thu liễm. Lão giả lưng còng nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, cũng không tức giận, cũng không quay đầu lại nói, Diêm La, La Sinh, còn có chiến lão thất, ta hy vọng có thể nhìn thấy thi thể hắn, sau đó còn có linh hồn. Đột phá chiến thần cảnh, dù là nhục thân hủy hết cũng có thể sống tiếp, có ít người châm đối địch nhân bản thân, biết dùng hỏa diễm chậm rãi đốt luyện linh hồn, ác độc phát tiết lửa giận trong lòng. Hiện tại lão giả lưng còng chính là như thế, Tiểu Kim giết tôn nhi hắn, hắn liền muốn để Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim sống không bằng chết. Vâng, Phó Điện Chủ, Diêm La Thiên Tử, La Sinh Môn Chủ cùng kẻ tên chiến lão thất hắc bào nam tử cung kính nói. Phó Điện Chủ, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, rất hiển nhiên lão giả lưng còng địa vị to lớn vượt qua hắn dự liệu, lại là Phó Điện Chủ chiến thần điện. Phó Điện Chủ thực lực khẳng định sẽ không thấp, đoán chừng không chỉ là tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ, mà là chiến thần cảnh đỉnh phong, hình chiếu áo nghĩa hắn sở dĩ không mạnh. Đoán chừng là hắn không dám quá mức tiêu hao lực lượng bản thể. Dù sao, chiến thần điện hiện tại là muốn động thủ với Độc Cô gia tộc, hắn thấy, việc cấp bách là diệt Độc Cô gia tộc. Đương nhiên, nếu như lão đầu biết Tiêu Phàm ở chỗ này, đoán chừng liền không chỉ là áo nghĩa hình chiếu đánh tới, mà là bản thể đánh tới. Ở trong mắt chiến thần điện, giá trị Tiêu Phàm lớn hơn so với một cổ tộc, không có Tiêu Phàm thì không có Tu La Điện. Hừ! Lão giả lưng còng hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bạo tán, hóa thành một trận hồn lực ba động trên không trung. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là lớn mật, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Diêm La Thiên Tử trước tiên mở miệng, thiếu chút nữa thì muốn xông lên. Hai vị, nhiệm vụ này giao cho ta đi, các ngươi mang theo những người khác đi diệt Độc Cô gia tộc mới là chính sự. Hắc bào nam tử chiến lão thất cười nhạt một cái nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ chỗ sâu đáy mắt lóe qua một tia khó chịu, bọn hắn biết rõ chiến lão thất chỉ bất quá là đoạt công lao bọn hắn mà thôi. Chiến huynh, Phó Điện Chủ hạ lệnh không nên để cho hắn chạy, ta xem vẫn là ba người chúng ta cùng một chỗ lưu lại, miễn cho việc xuất hiện ngoài ý muốn. La Sinh Môn Chủ khẽ mỉm cười nói. Không sai. Giá trị Tu La Điện điện chủ so với chi mạch Độc Cô gia tộc lớn hơn nhiều. Diêm La Thiên Tử cũng cười nói. Sắc mặt chiến lão thất mặc dù không thích, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, hắn biết chiến lão cửu cùng chiến lão bát đều thua thiệt ở trong tay Tiêu Phàm, bản thân tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiêu Phàm cổ quái nhìn ba người, còn không có động thủ, liền đem bản thân xem như con mồi, ba người thật đúng vô cùng tự tin. Cùng lên đi. Ta sợ từng người các ngươi chịu không được. Tiêu Phàm hơi không kiên nhẫn nói ra, cố ý móc móc lỗ tai, trong mắt đều là vẻ miệt thị. Người trẻ tuổi, ta phải đem ngươi tháo thành tám khối, lột ra chóc thịt. Chiến lão thất phẫn nộ nói. Lần trước không giết sư tôn ngươi, lần này ta nhất định hủy xương ngươi, xé ngươi làm thịt băm. Diêm La Thiên Tử cũng nhe răng trợn mắt. Hai vị, cùng lên đi. Tiểu tử này tốt xấu gì cũng là Tu La Điện chủ, khẳng định có một chút thủ đoạn chạy trốn, nếu như vạn nhất để hắn chạy, chúng ta không cách nào giao nộp cho Phó Điện chủ.
La Sinh môn chủ mặt âm trầm nói. Quét ba người một cái, Tiêu Phàm liếc thấy La Sinh môn chủ mới là người cẩn thận nhất, người như vậy thường thường nguy hiểm nhất. Nếu như để cho hắn chạy, thật đúng là trò cười. Chiến lão thất cười lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh giết tới. Nhìn thấy tam đại chiến thần cảnh đánh tới, Tiêu Phàm bất phi sở động, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhếch miệng hiện lên một tia tiểu ý. Nhìn thấy ý cười này, chiến lão thất còn tưởng Tiêu Phàm đang giả bộ, trong lòng khinh thường, mà Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh môn chủ lại cẩn thận hơn rất nhiều, cố ý chậm một nhịp. Nếu như Tiêu Phàm thực có thủ đoạn, đến thời điểm không may khẳng định vẫn là chiến lão thất. Dù sao nếu như có thể giết Tiêu Phàm, công lao hai người bọn hắn nhất định sẽ có. Chiến lão thất không biết mình đã bị Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh môn chủ bán đứng, một quyền bá đạo oanh ra, một quyền này đập xuống, Tiêu Phàm khẳng định phải chết. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, đưa tay vung lên, hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, mấy cái xúc tu to lớn quét ngang ra, che khuất bầu trời, xông thẳng vào ba người chiến lão thất đi. Thần thú, chỉ là thần giai sơ kỳ mà thôi. Chiến lão thất mị mị hai mắt, trên mặt hiện lên ý cười, trong mắt đều là vẻ khinh thường, một quyền không lùi mà tiến tới, lực đạo càng thêm hung mãnh. Sau một khắc, ý cười trên mặt chiến lão thất trong nháy mắt cứng đờ, chỉ thấy mấy đầu xúc tu to lớn từ trên người hắn mang theo số lớn huyết phụ. Huyết phụ không phải là máu bình thường, mà là huyết khí và thọ nguyên, nguyên bản chiến lão thất một đầu tóc đen, đột nhiên xuất hiện từng sợi tóc trắng, cả người nhìn qua cũng trắng bệch không ít. Nơi xa, Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh môn chủ cũng chẳng tốt đẹp gì, hai người vốn cho rằng cách xa khoảng cách nhất định, có thể tránh né Tiêu Phàm ra ám chiêu, đáng tiếc vẫn cứ trúng chiêu. Khuôn mặt hai người vốn đã già nua, nhìn qua càng thêm nếp uốn, tựa như đã gần đất xa trời. Ngươi dám đánh lén chúng ta, chiến lão thất gầm thét không thôi, thu hồi nắm đấm, nhanh chóng thối lui về phía sau. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, đột phá chiến thần cảnh xong, huyết khí bọn hắn cũng rất dồi dào, thôn vệ thọ nguyên không tính là cái gì. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện trước người Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một đầu bạch tuộc to lớn, thân thể trên trăm trượng hoành phá hư không, rất hiển nhiên là Chọc Thiên Hồng xuất thủ. Giờ phút này trên người Chọc Thiên Hồng phát ra khí tức vô cùng đáng sợ, gia hỏa này rõ ràng đã đột phá đến thần giai, hơn nữa không phải thần giai bình thường. Nơi xa, mấy đạo lưu quang nhanh chóng bay vụt tới, lúc bọn hắn thấy thân hình Chọc Thiên Hồng, con người mấy người co rụt lại, người tới không phải ai khác mà chính là Diệp Trường Sinh đến chậm. Bạch tuộc đột phá thần giai, Thạch Thánh kinh ngạc nói. Điện chủ nói chờ một tháng, nguyên lai là đang chờ hắn đột phá thần giai. Diệp Trường Sinh bỗng nhiên minh bạch cái gì, trên mặt hiện lên ý cười. Ta nói mà, Tiêu đại ca dám giết đến bản bộ Diêm La Phủ khẳng định có chỗ ỷ lại. Sở Phiền hét lớn, bộ dáng tính trước kỹ càng. Diệp Trường Sinh cùng Thạch Thánh xem thường nhìn Sở Phiền một cái, trước đó gia hỏa này còn sợ chết, bây giờ lại làm bộ đại nghĩa lẫm nhiên. Tiêu Phàm tự nhiên nhìn thấy mấy người đến, bất quá lại không để ý tới, ứng phó Diêm La Phủ, Tiêu Phàm lúc đầu không có ý định để bọn hắn xuất thủ. Có hắn và Tiểu Kim đã đủ rồi, về phần những chiến thần cảnh lại có Chọc Thiên Hồng đối phó bọn hắn. Bất quá cường giả Diêm La Phủ vẫn vượt qua Tiêu Phàm dự kiến, nguyên bản hắn tưởng chỉ có Diêm La Phủ Thiên Tử cùng La Sinh môn môn chủ đột phá chiến thần cảnh, không nghĩ tới lại thêm một tu sĩ chiến thần cảnh chiến thần điện. Mặt khác, chiến thần điện ra tay với Độc Cô gia tộc càng không nằm trong kế hoạch của Tiêu Phàm. Chọc Thiên Hồng, người ngăn hắn lại không có vấn đề gì chứ? Tiêu Phàm thản nhiên chỉ chiến lão thất nói, con người hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh môn chủ. Tựa như sợ bọn hắn chạy. Hai người Diêm La Thiên Tử bị hắn nhìn tê cả da đầu, mặc dù Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ chiến thánh cảnh nhưng trong lòng bọn hắn vẫn có chút bồn chồn. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm đột nhiên triệu hồi ra một đầu thần giai hồn thú, nếu hắn có thể triệu hoán một đầu, hắn có thể triệu hồi ra hai đầu, thậm chí nhiều hơn hay không. Một hai đầu thần thú bọn hắn còn có thể ứng phó, nếu nhiều hơn đoán chừng sẽ rất khó, đến thời điểm đừng nói giết chết Tiêu Phàm. Bọn hắn đều có thể phải lưu ở chỗ này. Chủ nhân, yên tâm đi, một chiến thần mà thôi, hắn chạy không thoát, mặt khác ta có thể làm thịt hắn không? Trong giọng nói Chọc Thiên Hồng tràn ngập tự tin, đây chính là tự tin thân làm thần thú,
tu vi khôi phục lại thần giai đỉnh phong, lấy năng lực đặc thù, cho dù chiến thần trung kỳ nó cũng không sợ. Tùy tiện, Tiêu Phàm không chút quan tâm nói ra hai chữ, đối với sinh tử chiến lão thất, Tiêu Phàm thật đúng là không đặt ở trong lòng. Bất quá, câu này nghe vào trong tai chiến lão thất lại cực kỳ chói tai, bản thân đường đường là cường giả chiến thần cảnh trung kỳ, vậy mà bị một thần giai sơ kỳ và một tu sĩ chiến thánh cảnh quyết định sinh tử, chuyện này khiến hắn bình tĩnh như thế nào? Muốn giết bản thân cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là ai giết ai? Con người chiến lão thất băng lãnh, phẫn nộ nói ra. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không phản ứng, lần nữa vung tay lên lại có hai đạo thân ảnh hiển hiện, một đầu kim long, long uy cuồn cuộn, một con kiến ba bốn trượng, hung uy vô hạn. Kim giáp, thị huyết, các ngươi thay ta coi bọn hắn nếu chạy, các ngươi đừng ở lại bên cạnh ta nữa, đều là phế vật. Tiêu Phàm chỉ Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ. Nghe vậy, Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ không khỏi rét run, lấy nhãn lực bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức trên người kim giáp cùng thị huyết, tuyệt đối là thần giai không thể nghi ngờ. Lần này, bọn hắn không dám khinh thường Tiêu Phàm, một chiến thánh cảnh đỉnh phong vậy mà bắt ba con thần thú xưng làm chủ, đây cần thực lực như thế nào? Vâng, thiếu chủ, kim giáp cùng thị huyết lạnh lùng nhìn chăm chú Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ, kim giáp nhìn không được hỏi, thiếu chủ, tại sao không cho ta và thị huyết xé hắn, miễn bẩn tay ngươi? Tiêu Phàm biết kim giáp nịnh nọt bản thân, ngữ khí hắn lạnh như băng nói, ta muốn tự tay xé bọn hắn, báo thù cho lão sư. Sau đó, Tiêu Phàm lại quay đầu nhìn về phía Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ, nói, cho các ngươi một đầu sinh lộ, nếu có thể giết ta, liền để các ngươi rời đi. Ngươi nói thực, chúng ta nếu giết ngươi, ngươi dám cam đoan bọn chúng không giết chúng ta. Diêm La Thiên Tử cười lạnh nói, hắn không sợ Tiêu Phàm, nhưng rất sợ kim giáp cùng thị huyết, khí thế trên người hai thú phát ra đã làm bọn hắn sợ hãi. Hiện tại, ngươi không có quyền nói chuyện. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, cầm tu la kiếm trong tay thẳng hướng Diêm La Thiên Tử, xuất thủ thập phần quyết đoán và lăng lệ. Nghe đồn lịch đại tu la điện chủ đều rất cuồng vọng, không nghĩ tới ngươi không chỉ cuồng vọng, hơn nữa còn rất vô tri. Diêm La Thiên Tử khinh thường nói, gần như đồng thời hắn và La Sinh Môn Môn Chủ đánh giết đến. Điện chủ muốn lấy một chọi hai, Diệp Trường Sinh trợn tròn mắt, một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Thạch Thánh cùng Sở Phiền cũng trợn to hai mắt, đây chính là chiến thần cảnh đó, không phải chiến thánh cảnh, coi như một chiến thần cảnh cũng đủ để cho Tiêu Phàm liều mạng, hiện tại hắn vậy mà lấy một chọi hai. Nhưng mà sự thật chính là như thế, Tiêu Phàm chính là muốn lấy một chọi hai, ở giữa chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh đúng là một đạo lạch trời, nhưng bên trong tu la truyền thừa ghi chép, mỗi một thời đại tu la điện chủ đều có thể vượt qua cái hào rộng này. Tiêu Phàm tự tin, cho rằng mình cũng có thể vượt qua cái hào rộng này để chém giết Diêm La Thiên Tử và La Sinh Môn Chủ. Lần này hắn không chỉ muốn báo thù cho Túy Ông, mà còn muốn tôi luyện bản thân, từ lúc đột phá chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm còn chưa gặp phải đối thủ thích hợp. Hắn thấy, hai người này vừa lúc có thể làm đối thủ của hắn. Nhất kiếm sinh liên. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Tiêu Phàm truyền ra, bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Hư không trong nháy mắt tách ra bốn đóa kiếm liên. Tiêu Phàm đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong xong, uy lực nhất kiếm sinh liên so với chiến thánh cảnh không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Tại chiến thánh cảnh hậu kỳ, một đóa kiếm đạo hoa sen liền có thể miễn cưỡng kháng trụ thập đại yêu nghiệt, mà hiện tại duy nhất một lần chém ra bốn đóa kiếm liên, uy lực thẳng đến thần giai. Nhất kiếm sinh liên, không hổ là tu la điện chủ. Tại chiến thánh cảnh vậy mà trưởng khống lực lượng chiến thần cảnh, đáng tiếc, còn không đủ. La Sinh Môn Môn Chủ đạm mạc cười một tiếng. Trong tay một chuôi dao găm liên tục phun ra, chỉ thấy mấy đạo bạch sắc lợi mang sắc bén, hai đóa kiếm liên lập tức nổ tung, hóa thành kiếm khí đầy trời quét sạch tứ phương. Một phương khác, bàn tay Diêm La Thiên Tử hóa chảo, xinh xinh đem kiếm xé mở hoa sen, mặc cho vô số kiếm khí khuấy động cũng không tới gần được hắn. Ánh mắt hai người nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập khinh thường, cái hào rộng giữa chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh không phải dễ dàng liền có thể vượt qua như vậy. Chí ít từng ấy năm tới nay, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua có ai có thể vượt qua cái hào rộng này. Đây cũng là lý do hai người tự tin,
Tu La Điện Chủ dù truyền kỳ như thế nào cũng không thể vượt qua được cái hào rộng này. Hai người tự nhiên sẽ không cho Tiêu Phàm cơ hội, bọn hắn từ hai bên giáp công Tiêu Phàm, sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, chân đạp kiếm bộ nhanh chóng lùi về phía sau, Tu La Thần Dực bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng. Trong phút chốc, tốc độ Tiêu Phàm gia tăng gấp mấy lần, tại hư không hóa thành từng đạo tàn ảnh, dù là so với Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ cũng phải mau hơn rất nhiều. Đồng thời, Tu La Thần Thể vận chuyển, lấy cường độ nhục thân hắn bây giờ đã không kém gì thần binh, đây cũng là một trong những thứ Tiêu Phàm ỷ vào để giao phong chiến thần cảnh. Oanh, bang, từng đạo tiếng va chạm kịch liệt tại hư không vang lên, sớm đã kinh động vô số tu sĩ, không ít người nhao nhao chạy đến, hướng về chân trời nhìn lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Thật nhanh, ta là chiến thánh cảnh sơ kỳ, dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong chiến đấu ta cũng có thể nhìn thấy một hai, vậy mà hiện tại không theo kịp tốc độ của bọn họ. Chiến thần cảnh, cái này tuyệt đối là chiến thần cảnh chiến đấu, các ngươi nhìn đầu hoàng kim cự long to lớn, hắn lại là một người lược trận. Con kiến huyết hồng làm sao lớn như vậy, hơn nữa cho ta một loại khí tức nhiếp nhân tâm phách. Đám người lên tiếng kinh hô, bọn hắn đều bị hình ảnh nơi xa chấn nhiếp, bất quá bởi vì chiến đấu quá mức hung mãnh, bọn hắn chỉ dám xa xa quan chiến, không dám áp quá gần. Cũng đúng lúc này, Chọc Thiên Hồng cũng động, tám đầu xúc tu hóa thành từng đạo thần tiên tại hư không nhanh chóng xuyên toa, xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng về chiến lão thất bao phủ. Chiến lão thất không dám cùng Chọc Thiên Hồng ngạnh bính, mỗi lần tới gần hắn đều bị đánh mất huyết khí. Cho dù là chiến thần cảnh thì thọ nguyên cũng có hạn, hắn cũng không dám cùng Chọc Thiên Hồng hao tổn lâu. Giao phong mấy lần bị thôn phệ không ít huyết khí, chiến lão thất xoay người chạy, hắn đối với Chọc Thiên Hồng nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng chỉ là thần giai sơ kỳ lại đem chiến thần trung kỳ hắn đánh không còn manh giáp. Trở về, chiến lão thất vừa mới bay ra mấy trăm trượng liền bị một cái đuôi to lớn hung hăng đánh trở về, hiển nhiên là kim giáp xuất thủ. Chiến lão thất tu vi mặc dù cao, thực lực cũng không tệ, nhưng trước mặt Chọc Thiên Hồng cùng kim giáp sống trên vạn năm há lại sẽ thua hắn. Ra ra đến, ngươi chạy không thoát. Chọc Thiên Hồng thập phần hưng phấn, Tiêu Phàm lên tiếng chết hay sống không cần lo, thọ nguyên cùng huyết khí chiến thần cảnh đối với hắn mà nói là vật đại bổ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chiến lão thất nghiến răng nghiến lợi, nếu trốn không thoát cũng chỉ cùng Chọc Thiên Hồng run rẩy tiếp, chờ qua một lúc có cơ hội lại đi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Môn Chủ có thể mau chóng giết chết Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm chết, Chọc Thiên Hồng tự nhiên sẽ tán đi, dù sao bọn hắn đại biểu cho chiến thần điện. Đáng tiếc mọi việc không như mong muốn, Tiêu Phàm chiến cùng hai đại chiến thần không rơi vào thế hạ phong, mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều thành thạo, hắn đối với khống chế Tu La thần lực cũng đạt tới cảnh giới vi diệu. Kể từ đó, Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ muốn mài chết hắn là thập phần gian nan. Cũng ngay khi Tiêu Phàm bọn hắn ngăn chặn Diêm La Thiên Tử tam đại chiến thần cảnh, bên trong đại sảnh phủ đệ dòng chính độc cô cổ tộc, một bạch bào thanh niên đi qua đi lại, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Lúc này, cửa ra vào xuất hiện một nam tử kim bào trung niên, bạch bào thanh niên vội vàng đi qua, cha, thế nào? Tướng Đình, người xác định nhận được tin tức chuẩn xác. Kim bào trung niên nam tử trầm giọng nói, dáng người hắn cao to mạnh mẽ, hai mắt sáng ngời có thần, khuôn mặt tuấn giật rất có phong phạm đại gia. Kim bào nam tử không phải ai khác mà chính là Độc Cô gia tộc gia chủ Độc Cô Vô Trần, thanh niên kia dĩ nhiên chính là Độc Cô Tướng Đình. Nghe thấy Độc Cô Vô Trần nói, Độc Cô Tướng Đình không biết trả lời như thế nào, hắn không thể nói là Tiêu Phàm truyền âm cho hắn. Mặc dù hắn không tin Tiêu Phàm sẽ hảo tâm nhắc nhở Độc Cô gia tộc hắn, nhưng việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như Độc Cô gia tộc thực bị đánh lén, vô cùng có khả năng sẽ bị diệt vong. Cha, việc này thà tin là có, không thể tin là không, cho dù chiến thần điện không có xuất thủ, cũng nên nhắc nhở các vị lão tổ. Độc Cô Tướng Đình hít sâu một cái nói. Ta đã nói cho các vị lão tổ đã biết. Ánh mắt Độc Cô Vô Trần lấp lóe nhìn nhi tử, hắn cảm giác Độc Cô Tướng Đình có chút không thích hợp, nhưng lại nói không lên. Như thế là tốt. Độc Cô Tướng Đình gật đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng vô cùng. Oanh, 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 cũng đúng lúc này, một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc truyền đến, chân trời đều rất giống bị xé rách, cả tòa Độc Cô cổ địa bỗng nhiên rung rung.
đây là thật, hắn không có gạt ta. Sắc mặt Độc Cô Tướng Đình đại biến, nhanh chóng hướng về bên ngoài bay đi. Độc Cô Vô Trần cũng vội vàng đuổi theo, về phần câu nói Độc Cô Tướng Đình vừa nãy hắn lại không đặt ở trong lòng, hắn hiện tại chỉ quan tâm an nguy Độc Cô gia tộc. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hy vọng lão tổ Độc Cô gia tộc không có việc gì, chỉ cần lão tổ chưa chết, Độc Cô gia tộc muốn hủy diệt cũng khó khăn. Lúc phụ tử Độc Cô Vô Trần xuất hiện ở không trung, cả tòa cổ thành ánh lửa trùng thiên, tiếng kêu thảm thiết không dứt, lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng về phương hướng này bay tới, đều là trưởng lão Độc Cô gia tộc. Các vị, lập tức khởi động hộ thành đại trận, người loạn Độc Cô gia tộc ta, giết không tha. Độc Cô Vô Trần hướng về phía những trưởng lão trầm giọng nói, sau đó nhanh chóng hướng về chỗ ở lão tổ Độc Cô gia tộc bay đi. Độc Cô Tướng Đình do dự một hồi cũng vội vàng cùng đi theo, lúc này hai người liền xuất hiện ở bên ngoài một mảnh sơn cốc lịch sự tao nhã, quỷ dị là mảnh sơn cốc này vẫn thập phần bình tĩnh. Cha, Độc Cô Tướng Đình mặt âm trầm hỏi, sự tình khác thường tất có yêu, sơn cốc này quá bình tĩnh. Độc Cô Vô Trần làm một cái thủ thế im lặng, sau một khắc, một đạo quang mang bỗng từ trong sơn cốc phát ra, đó là một cái quang cháo to lớn, quang cháo bộc phát ra khí tức hủy diệt. Hướng về bốn phía quét sạch mà ra. Đi mau, sắc mặt Độc Cô Vô Trần đại biến, nắm lấy bả vai Độc Cô Tướng Đình, quanh thân ánh lửa trùng thiên, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Mấy hơi thở sau hai người xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm, quay đầu nhìn lại lại phát hiện nơi xa quang mang trùng thiên, đem toàn bộ cổ thành đều chiếu giống như ban ngày. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đạo quang mang bên trong nhanh chóng xuyên toa, hư không xé rách. Từng đạo tiếng vang rung trời truyền đến. Lão tổ bọn hắn không có việc gì. Độc Cô Vô Trần nhìn thấy trong đó có một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức buông lỏng một hơi. Chiến thiên hạ, chiến thần điện ngươi cũng luân lạc tới cấp độ trộm gà bắt chó rồi sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm cuồng bá quanh quẩn giữa thiên địa. Trên không một vùng thung lũng cổ địa Độc Cô gia tộc, 20 đạo thân ảnh đang đối kháng, hư không đều bị cắt thành hai nửa. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đang không ngừng giao phong. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định có thể nhận ra một số người, cầm đầu chiến thần điện chính là lão giả lưng còng vừa phân ra một đạo áo nghĩa hình chiếu thẳng hướng hắn. Người này tên thật tên là Chiến Thiên Hạ, chính là phó điện chủ chiến thần điện, cũng là cường giả vạn năm trước. Mà cầm đầu Độc Cô gia tộc lại là mấy người còn sống sót ở hồn tộc tổ mộ chỉ xích thiên nhai, Tiêu Phàm còn nhớ trong đó một người tên là Độc Cô Tuyệt. Sở Thiên Minh xưng hắn là Độc Cô lão quái. Độc Cô Tuyệt, vạn năm trước ngươi liền đáng chết, để ngươi sống đến hiện tại đã đủ rồi. Chiến Thiên Hạ đạm mạc nhìn Độc Cô Tuyệt bọn hắn, ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn thập phần khó chịu, vốn là chuẩn bị đánh lén đám Độc Cô Tuyệt, sau đó nhất kích tất sát, nhưng mà chẳng biết tại sao Độc Cô Tuyệt tựa như sớm biết rõ, vậy mà sớm đã có đề phòng. Ngươi không phải cũng thế sao? Thần sắc Độc Cô Tuyệt đạm mạc, làm sao, bây giờ chiến thần điện ngươi có thể một tay chống trời. Liền các đại cổ tộc cũng dám gạt bỏ. Chiến Thiên Hạ âm trầm không có nói chuyện, không có đánh lén thành công, muốn chính diện giết chết Độc Cô Tuyệt liền có chút phiền phức. Lúc đầu Tu La Điện chủ nói cho ta biết chiến thần điện phản bội ta còn không tin, hiện tại chúng ta đã tin rồi. Độc Cô Tuyệt còn nói thêm, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, vạn năm trước. Độc Cô gia tộc ta chưa từng sợ qua chiến thần điện, người cảm thấy vạn năm sau chúng ta sẽ sợ sao? Các ngươi ngủ say vạn năm, bây giờ chiến thần điện sớm đã không phải chiến thần điện lúc trước, Độc Cô gia tộc ngươi có thể địch sao? Chiến Thiên Hạ phản bác, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn biết, các ngươi làm sao biết chúng ta sẽ đến đây? Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Độc Cô Tuyệt cười nhạt một tiếng, một mặt cao thâm mặt chắc. Trong lòng hắn lại lau một vệt mồ hôi lạnh, nếu như không phải Độc Cô Vô Trần kịp thời báo tin, bọn hắn lần này khả năng thực thảm, Độc Cô gia tộc đều vô cùng có khả năng diệt vong. Độc Cô Tuyệt cũng rõ ràng, Độc Cô gia tộc khẳng định có nội gian, bởi vì người biết bọn hắn bên trong tòa sơn cốc này có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có Độc Cô Vô Trần cùng mấy tên trưởng lão thôi. Độc Cô Vô Trần thân làm gia chủ, chắc chắn không có khả năng, bằng không cũng không có bí mật thông báo bọn hắn. Vấn đề đoán chừng nằm ở chỗ trên người mấy trưởng lão. Độc Cô Tuyệt đã âm thầm quyết định, trở về nhất định phải hảo hảo ngợi khen Độc Cô Vô Trần, thuận tiện đem phản đồ nắm ra.
Bất quá việc cấp bách là đem những người chiến thần điện này xử lý, coi như giết không chết bọn hắn, cũng phải lưu lại một đoạn ký ức sâu sắc cho bọn hắn. Hừ, coi như các ngươi may mắn sống một mạng, nhưng vẫn phải chết. Chiến thiên hạ cực kỳ phẫn nộ ảo não, lần này đến vốn cho rằng có thể thuận lợi giải quyết độc cô gia tộc. Không nghĩ tới độc cô gia tộc sớm biết được, trốn qua một kiếp, cũng đại biểu cho kế hoạch bọn hắn thất bại, một khi để điện chủ chiến thần điện biết được, sự tình liền vô cùng phiền phức. Nhiệm vụ không hoàn thành liền thôi, tôn nhi chiến thiên hạ hắn vừa mới đột phá chiến thần cảnh bị tiểu kim một móng chụp chết. Tôn nhi hắn vốn là hắn mang đến chuẩn bị chấp trưởng độc cô cổ thành, lúc này mới cho hắn một viên thần lực chi tinh để luyện hóa, cuối cùng lại có kết cục này. Chiến thiên hạ là càng nghĩ càng giận, đành phải đem lửa giận chút vào trên người bọn độc cô tuyệt, chí ít, tạm thời mà nói nhiệm vụ còn có hy vọng thành công. Nếu như chiến luân hồi đến còn tạm được. Độc cô tuyệt cực kỳ khinh thường nói, bất quá nói đến chiến luân hồi, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Không cần điện chủ xuất thủ. Chiến thiên hạ cười lạnh, phất tay, một vệt sáng đột nhiên bắn ra, xông thẳng độc cô vô tuyệt. Khổn thần tác, một vị chiến thần cảnh độc cô gia tộc kinh ngạc kêu lên. Trên mặt những người khác lại lộ ra vẻ cổ quái, bao gồm cả độc cô tuyệt, nhìn thấy khổn thần tác bay vụt đến, độc cô tuyệt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười nhạt nói, chiến thiên hạ, ngươi chuẩn bị dùng khổn thần tác giam cầm ta. Khổn thần tác chính là một trong tam đại thần binh chiến thần điện, cho dù là chiến thần cảnh tối đỉnh bị trói cũng rất khó thoát ra được. Ta biết khổn thần tác trước kia là của độc cô gia tộc ngươi, nhưng điện chủ đại nhân đã xóa đi ấn ký, ngươi cũng nên biết khổn thần tác cường đại thế nào, ngươi chạy không thoát. Chiến thiên hạ một mặt tự tin nói ra. Hô hô, vừa dứt lời, đạo lưu quang đột nhiên quấn quanh độc cô tuyệt, trực tiếp đem hắn trói thành tống tử không thể động đậy nữa. Hướng về hư không rơi xuống. Gia chủ. Một người độc cô gia tộc khác vội vàng ôm lấy độc cô tuyệt, trên mặt căn bản không có bất kỳ vẻ lo lắng. Chiến thiên hạ, đa tạ người đem khổn thần tác trả lại. Độc cô tuyệt đột nhiên mỉm cười, trong miệng nói lẩm bẩm, ai cũng không biết hắn đang niệm cái gì. Sau một khắc, khổn thần tác đột nhiên tự động buông ra, độc cô tuyệt mở bàn tay, khổn thần tác chậm rãi rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhìn qua liền tựa như một đầu dây thừng nhỏ, ai cũng sẽ không đem nó cùng thần binh kia liên hệ với nhau. Không có khả năng, chiến thiên hạ kinh ngạc nhìn một màn này, đầu như trống lúc lắc siêu động. Chiến luân hồi xác thực xóa đi ấn ký ta lưu lại bên trong, nhưng các ngươi lại không biết khổn thần tác còn có một đoạn chú ngữ giải khai. Độc cô tuyệt lộ ra vẻ đắc ý. Nhìn thấy sắc mặt chiến thiên hạ tái nhợt, trong lòng hắn liền thập phần sảng khoái. Nhìn không được lần nữa đả kích nói, hiện tại đến chúng ta, người muốn cùng chúng ta so thần binh có đúng không, vậy liền để các ngươi kiến thức một chút. Tiếng nói rơi xuống, độc cô tuyệt dẫn đầu lấy ra một tôn hắc sắc lò, mở cái nắp ra, bên trong đột nhiên phun ra ra số lớn bạch sắc hỏa diễm, liền hư không đều thiêu đốt rung động. Đây là cửu dương thần lô thiên hỏa thần lô độc cô gia tộc. Nơi xa độc cô tướng đình cả kinh kêu lên, ánh mắt độc cô vô trần cũng lấp lóe. Cũng đúng lúc này, lão tổ độc cô gia tộc khác cũng nhao nhao lấy ra từng kiện thần binh, có tản ra hàn khí đáng sợ, có phun ra nuốt vào kiếm mang sắc bén. Toàn bộ hư không trong nháy mắt bạo loạn lên, khí tức đáng sợ quét sạch đám chiến thiên hạ, thân hình đám người lại bị bước lui mấy bước. Những thần binh đó phát ra uy thế quá kinh khủng, may mắn bọn hắn lần này tới đều là cường giả chiến thần cảnh trung hậu kỳ trở lên, lúc này mới có thể ngăn cản được. Dù vậy, bọn hắn cũng cảm giác được độc cô gia tộc đáng sợ, bằng vào những thần binh này đoán chừng cũng đủ để cho thực lực độc cô tuyệt tăng lên một tầng nhỏ. Khó trách điện chủ trước tiên để cho chúng ta ứng phó độc cô gia tộc bất diệt, đối với chiến thần điện quả thật có chút ảnh hưởng. Chiến thiên hạ trầm ngâm nói. Dù là tất cả mọi người độc cô gia tộc lấy thần binh ra, chiến thiên hạ cũng không có ý tứ đào tẩu, không tới thời khắc cuối cùng, hắn không có khả năng rời đi. Cùng độc cô gia tộc so thần binh, thực không biết chiến thiên hạ ngươi lấy dũng khí ở đâu. Thanh âm độc cô tuyệt cười lạnh vang lên, trong giọng nói đều là vẻ ngạo nhiên. Nghe vậy, những người độc cô gia tộc khác cũng một mặt ngạo nghễ, độc cô gia tộc tồn tại trên vạn năm, vẫn luôn là đệ nhất chú tạo thế gia, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu thần binh. Vạn năm trước,
đệ tử Độc Cô gia tộc chỉ cần có thể đột phá chiến thần cảnh đều sẽ ban thưởng một kiện thần binh, mặc dù hơn 1.000 năm Độc Cô gia tộc không có chiến thần cảnh, nhưng nội tình không phải ai cũng có thể so được. Đối diện, thần sắc đám chiến thiên hạ lấp lóe không yên, tựa như đang ra một cái quyết định gian nan. Độc Cô gia tộc lão tổ lấy thần binh ra, thế cục Độc Cô gia tộc cùng chiến thần điện trong nháy mắt chuyển biến, thần uy đáng sợ rảo sát hư không, hướng về vị trí tu sĩ chiến thần điện ép lên. Sắc mặt đám người chiến thiên hạ tái nhợt, bọn hắn hơn Độc Cô gia tộc hai người, nhưng bởi vì thần binh, bọn hắn quả thực đã rơi xuống thế hạ phong. Trong lòng chiến thiên hạ cũng cực kỳ phiền muộn, vốn chuẩn bị dùng thần binh khổn thần tác Độc Cô gia tộc bắt sống Độc Cô Tuyệt, hảo hảo hí ngược trào phúng Độc Cô gia tộc. Nhưng Độc Cô Tuyệt không bắt được, khổn thần tác ngược lại rơi vào trong tay đối phương, đây quả thực là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Phó điện chủ, mời thần binh đi. Một cường giả chiến thần điện mở miệng, sắc mặt bọn hắn đỏ bừng, thân thể hơi hơi run rẩy. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, vô số kiếm khí bốn phía sâu xé thân thể bọn hắn, hỏa diễm cùng hàn băng giao thoa, cứ như thế bọn hắn đều phải lưu ở chỗ này. Chiến thiên hạ khẽ cắn môi, hai tay bấm niệm pháp quyết đánh ra một đạo thủ ấn, hư không rung động ầm ầm, bỗng nhiên vỡ ra một đạo liệt phùng to lớn, một cỗ chi uy rộng lớn từ trời hạ xuống. Chỉ một thoáng, phiến thiên địa đều run rẩy lên, chân trời gió xoáy vân dũng, một đạo huyết sắc quang mang màu đỏ tươi từ trong kẽ hở kia lan tràn ra, trong nháy mắt đánh xuyên đêm tối, đem toàn bộ cổ địa chiếu sáng vô cùng. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều mãnh liệt run rẩy, thân thể tựa như không nghe sai khiến, tu sĩ thấp giai càng đứng không vững, phù phù một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hoàn toàn không dậy nổi. Lúc này, một tòa tháp toàn thân huyết hồng từ hư không liệt phùng chìm nổi xuất hiện, tháp lớn có tầng 7, càng lên cao, huyết sắc càng dày đặc. Luyện tâm tháp xếp hạng thứ 2 lịch cổ thập đại thần binh. Có người nhận ra lai lịch tháp lớn liền kêu lên sợ hãi. Thần sắc các vị lão tổ Độc Cô gia tộc cũng cực kỳ không bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn hận, bọn hắn tự nhiên cũng nhận ra lai lịch nó. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định cũng có thể nhận ra, lúc trước hắn chính là tiến vào luyện tâm tháp gặp hóa thân tháp linh ở bên trong lấy được tu la truyền thừa. Tháp linh hóa thân còn nói với Tiêu Phàm, nếu như nhìn thấy bản thể của nó, hy vọng Tiêu Phàm có thể giúp bản thể nó một chút sức lực. Theo sợi uy áp to lớn hạ xuống, thần binh trong tay những lão tổ Độc Cô gia tộc bắt đầu run rẩy lên, thần binh cùng thần binh cũng có chênh lệch rất lớn. Bành, dưới sự thúc giục của chiến thiên hạ, luyện tâm tháp hung mãnh đánh rơi xuống, lúc này không trung đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, một thần binh trong tay lão tổ bỗng nhiên nổ tung. Mà đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó từng đợt tiếng phá hủy, những thần binh đó hoàn toàn tiếp nhận không được, nhao nhao nổ tung, căn bản không chịu được cỗ uy áp kia. Ha ha, Độc Cô Tuyệt, thần binh Độc Cô gia tộc là nhiều, nhưng có vẻ như đều là phế vật. Chiến thiên hạ cười như điên, bất quá trong lòng hắn vẫn có chút ngưng trọng. Luyện tâm tháp là bọn hắn chuẩn bị ở sau, nếu như ngay cả luyện tâm tháp đều không đánh giết được bọn Độc Cô Tuyệt, vậy nhiệm vụ lần này coi như thật sự thất bại. Mặt đám người Độc Cô Tuyệt âm trầm, chiến thiên hạ xác thực đâm trúng chỗ đau của bọn hắn. Lịch cổ thập đại thần binh bây giờ Độc Cô gia tộc hắn xác thực liền một kiện đều không có. Cảm nhận được luyện tâm tháp chân áp xuống, khí huyết thể nội các vị lão tổ Độc Cô gia tộc sôi trào không thôi, bất quá vẫn gắt gao chống đỡ lấy. Nếu như bọn hắn có được một kiện lịch cổ thập đại thần binh coi như không phải đối thủ chiến thiên hạ nhưng kháng trụ vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại, bọn hắn muốn đi đều không được, bởi vì hai phe đang giằng co ở vào một thế cân bằng. Một khi đào tẩu một người, những người khác tất nhiên sẽ bị đánh giết. Bọn hắn mà chết, toàn bộ Độc Cô gia tộc cũng khó trốn kết cục hủy diệt. Hôm nay, Độc Cô gia tộc ngươi vẫn là khó thoát kết cục diệt vong. Chiến thiên hạ mặt âm trầm, mọi người hợp lực, chấn vỡ bọn hắn. Vâng, đám người chiến thần điện trăm miệng một lời quát to, bây giờ ở vào thế thượng phong, bọn hắn tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội này. Nơi xa, Độc Cô Vô Trần cùng Độc Cô Tướng Đình nhìn chăm chú lên phương xa, thần sắc vô cùng ngưng trọng, chẳng biết lúc nào một đám trưởng lão Độc Cô gia tộc cũng chạy tới. Gia chủ, đã mở hộ thành đại trận, những người chiến thần điện khác đều bị khu trục ra ngoài. Một trưởng lão mở miệng. Độc Cô Vô Trần đạm mạc gật đầu,
hắn hiện tại lười quan tâm tới an nguy Độc Cô gia tộc, chỉ cần Độc Cô Tuyệt bọn hắn không chết, Độc Cô gia tộc sẽ không diệt. Trái lại, nếu như Độc Cô Tuyệt bọn hắn chết ở chỗ này, Độc Cô gia tộc tất diệt là không thể nghi ngờ, an nguy Độc Cô gia tộc cùng có mở hộ thành đại trận hay không không có quan hệ, bởi vì đại trận này căn bản ngăn không được bọn chiến thiên hạ. Nếu như Độc Cô gia tộc Cửu Dương Thần Lô vẫn còn, há lại sợ luyện tâm tháp. Độc Cô tướng đình nghiến răng nghiến lợi nói, nắm chặt nắm đấm, móng tay đã khảm vào lòng bàn tay. Trên đời này không có bất kỳ cái gì nếu như, vạn năm trước Cửu Dương Thần Lô biến mất, Độc Cô gia tộc tìm vạn năm, đáng tiếc vẫn chưa từng tìm ra, chỉ có thể nói chúng ta cố gắng còn chưa đủ. Con người Độc Cô Vô Trần thâm trầm, trong lòng hơi có chút tự thẹn. Đúng như Độc Cô tướng đình nói, nếu như bọn hắn nắm giữ Cửu Dương Thần Lô, Độc Cô gia tộc sợ gì thiên hạ. Vị trí sơn cốc, đám người chiến thiên hạ hợp lực thôi động luyện tâm tháp không ngừng chìm xuống, bọn Độc Cô Tuyệt không ngừng chìm xuống, thể nội truyền đến thanh âm xương cốt phá toái. Nguyên bản thực lực Độc Cô Tuyệt cùng chiến thiên hạ không kém bao nhiêu, thậm chí còn ở vào thế thượng phong, nhưng khi luyện tâm tháp xuất hiện, trong nháy mắt thành một đường nghiền sát, thế như trẻ tre. Oanh long long, từng tiếng nổ vang truyền ra, tất cả cỏ cây bên trong sơn cốc đều hóa thành bột mịn, toàn bộ mặt đất đều trầm xuống hơn mấy trượng, lít nha lít nhít liệt phùng hướng về tứ phương tràn ngập đi. Độc Cô Tuyệt, Độc Cô gia tộc ngươi không phải có Cửu Dương Thần Lô sao? Cầm ra cho bản điện chủ nhìn một chút, chiến thiên hạ cực kỳ phách lối kêu lên. Mặt Độc Cô Tuyệt âm trầm, nếu có Cửu Dương Thần Lô bọn hắn há lại sẽ đợi đến hiện tại, để bản thân rơi vào thế nguy nan. Vừa dứt lời, đám người chiến thiên hạ lần nữa ra sức thôi động luyện tâm tháp, đột nhiên mặt đất oanh một tiếng, sơn cốc trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Ngay sau đó, từng đạo hỏa quang từ mặt đất phóng lên tận trời, đám người nhìn lại nhìn thấy một cột nham tương màu đỏ mấy trăm trượng. Cơ hồ trong chớp mắt, nguyên bản sơn cốc sinh cơ bừng bừng đã biến thành một mảnh biển dung nham to lớn. Biến hóa bất thình lình làm tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Chẳng ai ngờ nơi này vậy mà sẽ xuất hiện chuyện thế này. Nghe đồn thần binh cốc trước kia là một cái miệng núi lửa, liên thông địa tâm, trước kia không ai tin, không nghĩ tới là thật. Một trưởng lão Độc Cô gia tộc hét lớn. Nham tương cực nóng, nơi này khẳng định nắm giữ địa hỏa cường đại, nắm giữ địa hỏa, Độc Cô gia tộc ta tất nhiên sẽ lại sinh ra một thần phẩm chú tạo sư. Lại một trưởng lão kích động nói. Hiện tại chỉ hy vọng lão tổ bọn hắn có thể chịu nổi, bằng không mà nói. Có người hít sâu một cái nói, không tiếp tục nói, tất cả mọi người minh bạch hắn muốn nói cái gì. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Độc Cô tướng đình chỉ biển dung nham trong sơn cốc hét lớn. Đám người lần theo phương hướng Độc Cô tướng đình chỉ nhìn lại, lại phát hiện trong biển dung nham có một nơi quang mang sáng rực, rõ ràng so với nơi khác chói mắt hơn. Xa xa nhìn lại, dường như một vòng thái dương hỏa hồng, hơn nữa từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, quang mang càng ngày càng sáng lạn, càng ngày càng chói mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ biển dung nham phóng lên tận trời. Độc Cô Tuyệt bọn hắn cũng có vẻ như cảm giác có chút không thích hợp, không khỏi quay đầu hướng phía dưới nhìn lại, khi nhìn thấy một vòng hỏa hồng sắc thái dương, con người đám người bỗng nhiên rung động một cái. Ngay sau đó, mấy người nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy vui mừng trong mắt đối phương. Ha ha, trời không quên Độc Cô gia tộc, một trưởng lão Độc Cô gia tộc càng kích động kêu to lên, thần lực đáng sợ trên người hắn phun trào, khí thế kinh người. Những người khác cũng toàn lực thôi động, bởi vì bọn hắn nhìn thấy hy vọng sống sót, lúc này không liều mạng thì chờ đến khi nào. Còn có sức phản kháng, thật tưởng rằng sẽ có kỳ tích sinh ra sao, chiến thiên hạ khinh thường. Bọn hắn cũng ra sức thúc giục luyện tâm tháp đánh xuống. Phốc phốc, đám người Độc Cô Tuyệt không tiếp nhận được cỗ uy áp kia, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch không ít. Cho dù là thần cũng không cứu được các ngươi. Chiến thiên hạ cười giận dữ, người chiến thần điện toàn lực thôi động luyện tâm tháp, uy áp vô cùng đáng sợ. Cho dù tu sĩ cách Độc Cô gia tộc hơn nghìn dặm cũng cảm giác tê cả da đầu, đây chính là thực lực chiến thần cảnh. Hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải đều không nói chơi. Nãi nãi, tiểu gia rốt cục đi ra. Đột nhiên, trong hư không vang lên một đạo thanh âm kích động, theo thanh âm vang lên, mặt biển nham tương đột nhiên xông ra một đạo hỏa hồng sắc quang mang.
Lấy nhãn lực đám người tự nhiên một cái liền thấy rõ ràng đó là vật gì, đó là một cái lò hỏa hồng sắc toàn thân trong suốt, lò ba chân hai tai, phía trên lộ ra một cái nóc. Xa xa nhìn lại, lò liền tựa như một vòng hỏa hồng sắc thái dương, quang mang hừng hực, cho người ta một loại cảm giác người lạ chớ tới gần. Bất quá, ở phía trên lò lại ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, đó là một thân thể to mọng, cho người ta một loại cảm giác không vũ hữu lực, anh tuấn uy mãnh. Cửu Dương Thần Lô, tất cả mọi người Độc Cô gia tộc đều chăm miệng một lời kêu lên, có ít người trong mắt càng là kích động chảy ra nước mắt. Mắt thấy Độc Cô Tuyệt bọn hắn sắp tiếp nhận không được, chí bảo Cửu Dương Thần Lô Độc Cô gia tộc vậy mà tái hiện, chuyện này khiến bọn hắn như thế nào không kích động. Tìm kiếm vạn năm, không nghĩ tới Cửu Dương Thần Lô vậy mà ngay tại cổ địa Độc Cô gia tộc. Độc Cô Vô Trần nói chuyện cũng có chút rung động. Cửu Dương Thần Lô, lịch cổ thập đại thần binh xếp hạng thứ tư, không kém luyện tâm tháp bao nhiêu, lần này Độc Cô gia tộc có thể cứu. Trưởng lão Độc Cô gia tộc cũng kích động kêu to lên. Bọn hắn nghiễm nhiên đều quên, phía trên Cửu Dương Thần Lô còn ngồi một đạo bóng người. Chỉ có Độc Cô Tướng Đình nhìn đạo bóng người kia cau mày một cái, như có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi là ai. Thân ảnh mập mạp kia ngẩng đầu nhìn về chân trời, lộ ra vẻ cổ quái, liếc nhìn lấy không trung một cái, lại phát hiện ánh mắt đám người sáng quắc theo dõi hắn. Cảm nhận được đông đảo ánh mắt sắc bén cùng khí thế bức người, hắn không khỏi rút rút cổ, cười ha ha nói, xin lỗi, quấy rầy các ngươi tiếp tục, ta liền rời đi. Dứt lời, bàn tử đưa tay liền thu hồi Cửu Dương Thần Lô, sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Hắn liền nhìn ra đối phương khí thế bất phàm, mỗi người đều là chiến thần cảnh, mà hắn vẻn vẹn chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, đâu là đối thủ những người này. Lưu ở chỗ này, qua một lúc làm sao chết đều không biết. Không cho ngươi đi, nhìn thấy bàn tử rời đi, các lão tổ Độc Cô gia tộc nhất thời cấp bách, trong đó một người nhìn không được quát to. Đáng tiếc, hắn căn bản là phân không xuất thủ đối phó bàn tử. Bàn tử nào sẽ nghe bọn hắn nói, lưu ở chỗ này hơn phân nửa là thập tử nhất sinh, dù sao trước thoát đi nơi này lại nói. Ha ha, xem ra là các ngươi suy nghĩ nhiều. Chiến thiên hạ thấy thế, cỗ cảm giác khẩn trương trong nháy mắt biến mất, lại trở nên băng lạnh, tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài. Bàn tử mang theo Cửu Dương Thần Lô xuất hiện làm chiến thiên hạ trong lòng càng ngày càng bất an, nếu như bàn tử đem Cửu Dương Thần Lô cho Độc Cô Tuyệt bọn hắn, lần này bọn hắn liền thực sẽ thất bại. Tiểu huynh đệ, có thể mượn Cửu Dương Thần Lô dùng một lát hay không, trở về Độc Cô gia tộc sẽ hậu báo. Nhìn thấy bàn tử định rời đi, Độc Cô Tuyệt vội vàng hét lớn, trong giọng nói đều là thành khẩn chi ý. Độc Cô gia tộc, nơi này là Độc Cô gia tộc. Bàn tử quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt bọn hắn một cái, dừng lại thân hình, cau mày một cái. Không sai, nơi này là cổ địa Độc Cô gia tộc, tiểu huynh đệ, chúng ta chỉ mượn Cửu Dương Thần Lô dùng một lát, ngăn trở ngoại địch xong chắc chắn trả lại ngươi, quyết không nuốt lời. Độc Cô Tuyệt có chút sốt ruột nói ra. Lại tiếp tục hạ xuống, bọn hắn khả năng đều nhìn không được, hiện tại chỉ có Cửu Dương Thần Lô có thể cứu bọn hắn. Ngươi là Độc Cô Tuyệt, bàn tử trầm ngâm nói. Ngươi biết ta, Độc Cô Tuyệt kinh ngạc nhìn bàn tử, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm bên trong biển dung nham, đôi mắt lấp lóe một trận, thử hỏi, ngươi kế thừa sư tôn truyền thừa. Ngươi là sư đệ, ngươi cứ nói đi, bàn tử trên mặt hiện lên một ý cười, vừa chuẩn bị tiếp tục mở miệng, nơi xa một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Nam Cung Tiêu Tiêu, cho lão tổ bọn hắn mượn Cửu Dương Thần Lô dùng một lát. Chỉ thấy Độc Cô Tướng Đình nhanh chóng bay vụt mà tới, khẩn cầu nhìn bàn tử nói. Không sai, bàn tử chính là Nam Cung Tiêu Tiêu, lúc đầu bị bác lão dùng truyền tống trận đưa tiến, liền tiến vào bên trong một mảnh không gian thần bí, dòng dã ngây ngốc thời gian mấy năm. Nếu như không phải chiến thiên hạ cùng Độc Cô Tuyệt bọn hắn chiến đấu hủy diệt một vùng không gian, hắn bây giờ còn không thể xuất hiện ở nơi này. Độc Cô Tướng Đình cũng bởi vì bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật, thập phần nghiêm túc điều tra qua tin tức Tiêu Phàm, người thân cận tự nhiên ở bên trong. Đang trong quá trình điều tra, hắn từng gặp chân dung bàn tử, đây cũng là nguyên nhân vừa mới nhìn thấy bàn tử có chút quen thuộc. Ngươi biết hắn, Độc Cô Tuyệt thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó đột nhiên mặt âm trầm quát, hắn là người ngươi có thể gọi thẳng tên húy sao?
không biết lớn nhỏ. Độc Cô Tuyệt mặt ngoài mặc dù phẫn nộ quát, nhưng trong lòng là vô cùng kích động, hiện tại muốn mượn được Cửu Dương Thần Lô đoán chừng dễ dàng hơn rất nhiều. Độc Cô Tướng Đình cúi đầu, trong lòng một trận phiền muộn, bản thân chỉ là muốn giúp các ngươi mà thôi, cũng bị mắng. Người trẻ tuổi, chúng ta là Chiến Thần Điện, người có thấy rõ ràng. Chiến Thiên Hạ nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu có chút do dự, lập tức uy hiếp. Ngươi nói cái gì, ngươi là người Chiến Thần Điện. Bàn Tử trợn to hai mắt nhìn Chiến Thiên Hạ. Không sai, bản điện chủ chính là phó điện chủ Chiến Thần Điện, ngươi nếu... Chiến Thiên Hạ nghe Bàn Tử nói, còn tưởng rằng hắn sợ, lập tức chuẩn bị lợi dụng Bàn Tử. Nhưng mà không chờ hắn nói xong, Bàn Tử sau đó hất lên, một đạo hỏa quang xông thẳng tới Độc Cô Tuyệt bọn hắn, mặt âm trầm quát to, hung hăng đánh cho ta, đánh đám cẩu vật Chiến Thần Điện này. Hung hăng đánh cho ta, đánh đám cẩu vật Chiến Thần Điện này. Lời nói Bàn Tử phẫn nộ quanh quẩn tại hư không, bộ dáng kia thậm chí hận không thể lập tức xông lên, biến hóa bất thình lình làm tất cả mọi người ở đây hơi hơi kinh ngạc. Nếu như bọn hắn biết phụ thân Nam Cung Vũ của Bàn Tử chính là chết trong tay Chiến Thần Điện Tam trưởng lão Kỳ Hiểu, đoán chừng sẽ không nghĩ như thế. Vài năm đã qua, Bàn Tử hận Chiến Thần Điện thấu xương, vẫn muốn báo thù cho phụ thân hắn. Chỉ là hắn một mực không cách nào rời tiểu không gian mà thôi, bất quá hắn may mắn nhận được cường đại truyền thừa, chính là truyền thừa trước đó Độc Cô Tuyệt nói tới sư tôn hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bàn Tử hiện cũng là tiểu sư đệ Độc Cô Tuyệt, đây cũng là nguyên nhân lúc hắn nghe thấy mấy chữ Độc Cô gia tộc. Đương nhiên, coi như phụ thân Bàn Tử không có chết ở trong tay Chiến Thần Điện, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay đối với Chiến Thần Điện. Bởi vì Tiêu Phàm cùng Chiến Thần Điện vốn là địch nhân. Địch nhân của địch nhân có thể làm bạn, đây cũng là nguyên nhân Bàn Tử nguyện ý cho mượn Cửu Dương Thần Lô. Đối địch với Chiến Thần Điện, người sẽ hối hận. Chiến Thiên Hạ thấy thế, phẫn nộ gào thét, mắt thấy Độc Cô Tuyệt bọn hắn liền bị đánh giết, lại toát ra một chiến thánh cảnh. Nếu như chỉ là chiến thánh cảnh cũng liền thôi, mấu chốt là trong tay tiểu tử này còn có Cửu Dương Thần Lô một trong lịch cổ thập đại thần binh. Lần này muốn giết chết Độc Cô Tuyệt bọn hắn đoán chừng rất khó. Không giết các ngươi, ta mới hối hận. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh nói, trong mắt tràn ngập sát ý. Thời gian hai cái hô hấp, Cửu Dương Thần Lô liền xuất hiện ở trước người Độc Cô Tuyệt, thân hình Độc Cô Tuyệt lóe lên, trong nháy mắt một chưởng đè vào phía trên Cửu Dương Thần Lô. Những người khác tất cả đều dán phía sau Độc Cô Tuyệt, đột nhiên, một cỗ lực lượng đáng sợ xông thẳng ra. Khí lãng trong hư không trong nháy mắt mãnh liệt cuộn trào. Xa xa nhìn lại, chân trời một phân thành hai, một nửa sương mù màu máu, một nửa huyết kim sắc hỏa diễm, hai cỗ lực lượng rằng co tại cùng một chỗ, ai cũng không nhường ai. Ngươi tên gì, ngươi làm sao biết ta? Bàn Tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Độc Cô Tướng Đình cách đó không xa nói. Độc Cô Tướng Đình hít sâu một cái, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Suy nghĩ một chút nói, lão tổ, nói còn chưa dứt lời, liền bị Nam Cung Tiêu Tiêu cắt đứt, hắn xì một ngụm đàm nói, ta nhổ vào, tiểu gia dù sao cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, tiểu xuất ca không già như vậy, người đừng nghe Độc Cô Tuyệt nói, ta là sư đệ hắn, nhưng chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, ngang hàng tương giao. Độc Cô Tướng Đình còn có chút do dự, Độc Cô Vô Trần vội vàng nháy mắt, đây chính là cơ hội rất tốt nịnh nọt lão tổ. Tự nhiên không nên bỏ lỡ. Độc Cô Tướng Đình lập tức gật gật đầu nói tốt, tại hạ Độc Cô Tướng Đình, cả gan gọi ngài một tiếng Nam Cung huynh. Một cái xưng hô mà thôi, không có gì không thể, người vẫn chưa trả lời ta vấn đề kia. Tiêu Phàm lơ đễnh nói ra. Ta bởi vì biết Tiêu Phàm, mới nghe nói qua ngươi, hơn nữa may mắn gặp qua chân dung ngươi. Độc Cô Tướng Đình giải thích nói. Lão Tam. Ngươi biết Lão Tam hắn hiện tại ra sao không? Bàn Tử thần tình kích động, trực tiếp sắt lấy cổ áo Độc Cô Tướng Đình, Độc Cô Tướng Đình bị dọa không nhẹ. Sau đó Bàn Tử cũng phát hiện bản thân quá mức lỗ mãng, vội vàng buông Độc Cô Tướng Đình ra, không có ý tứ nói, xin lỗi, sự tình liên quan tới Lão Tam, ngươi cùng ta nói một chút. Được, Độc Cô Tướng Đình gật đầu nói. Thần binh thánh thành, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hai nơi chiến trường vô cùng kịch liệt, tu sĩ vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Phía trên không trung, Tiêu Phàm một người độc chiến Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ, trên người ba người đều tiêm nhiễm một chút vết máu,
hơi có vẻ chật vật. Ngươi giết không chết chúng ta. Diêm La Thiên Tử cười lạnh nói, cùng Tiêu Phàm chiến lâu như vậy, bọn hắn cũng rốt cục biết ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm. Hắn xác thực nắm giữ thực lực chiến một trận cùng chiến thần cảnh sơ kỳ, nhưng muốn giết chết chiến thần cảnh sơ kỳ thì không có khả năng. Bất quá dù vậy cũng làm cho Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ run sợ, hiện tại Tiêu Phàm đã đủ cường đại, nếu như hắn đột phá chiến thần cảnh thì sao? Đến thời điểm Tiêu Phàm cùng giai với bọn hắn, giết bọn hắn chẳng phải như giết sâu kiến. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết Tiêu Phàm muốn đột phá chiến thần cảnh không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm, ta xem như vậy đi, hôm nay ngươi để cho chúng ta đi, chúng ta không đối phó Độc Cô gia tộc, như thế nào? La Sinh Môn Chủ cũng cười cười. Thanh âm bọn hắn không lớn, nhưng lại giống như chuông lớn quanh quẩn giữa thiên địa, tu sĩ phía dưới thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây chính là chiến thần cảnh đó, nếu như muốn đối phó bọn hắn, như thế nào có thể ứng phó được? Tiêu Phàm bị lời nói La Sinh Môn Chủ chọc cho cười, nói các ngươi đi Độc Cô gia tộc hay không có liên can gì đến ta. Huống hồ, các ngươi muốn đối phó Độc Cô gia tộc, cũng không cần có thực lực này. Hừ, ai không biết, Độc Cô gia tộc là một trong minh hữu trung thành nhất của Tu La Điện, thật sự cho rằng chiến thần điện chỉ là bởi vì Độc Cô gia tộc là chú tạo thế gia mới diệt nó sao? La Sinh Môn Chủ cười lạnh nói, ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền giết cho ngươi nhìn. Tiêu Phàm ngược lại có chút ngoài ý muốn, Độc Cô gia tộc là một trong minh hữu trung thành nhất của Tu La Điện. Việc này hắn còn tới chưa nghe nói qua, bất quá việc này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Sau đó, Tiêu Phàm làm ra thủ thế mời, cười nói, mời, ta cũng phải nhìn ngươi giết người Độc Cô gia tộc như thế nào. Dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, vô số cỗ thi thể bỗng nhiên xuất hiện ở dưới hư không, nhiều đến hơn 100 người. Nhìn thấy những thi thể này, con người Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ bỗng nhiên co rụt lại, những người này không phải ai khác mà chính là sát thủ Diêm La Phủ dùng để đối phó Độc Cô gia tộc. Nhưng mà giờ phút này sát thủ Diêm La Phủ bọn vậy mà đều bị giết hết, phải biết, bọn hắn trước đó một mực đợi bên trong phủ đệ, đáng tiếc bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như không phải nhìn thấy những thi thể này, bọn hắn còn tưởng rằng những sát thủ kia vẫn bên trong tiểu viện. Ngươi lại giết hết bọn họ, thật ác độc. Diêm La Thiên Tử căm tức nhìn Tiêu Phàm quát. Ác độc, ngươi Diêm La Phủ đã từng diệt huyết lâu, đồ sát tu sĩ huyết lâu. Ngươi có từng nghĩ tới bản thân hung ác? Dùng thần đạo nghiệp hỏa trận đốt luyện tu sĩ Tu La Điện, có từng nghĩ tới mình hung ác? Ta chỉ bất quá lấy bạo chế bạo mà thôi. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng. À đột nhiên, nơi xa một tiếng kêu thảm như giết heo truyền đến, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đầu xúc tu chọc thiên hồng xuyên thủng L âm ngực chiến lão thất, điên cuồng hút thọ nguyên cùng huyết khí hắn. Vẻn vẹn một hơi thời gian, chiến lão thất liền biến thành thây khô không còn bất luận sinh cơ gì, đường đường chiến thần cảnh trung kỳ lại bị chọc thiên hồng mài chết. Vứt bỏ thi thể chiến lão thất, chọc thiên hồng xuất hiện cách Tiêu Phàm không xa, đem Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ vây quanh ở trung ương, nói chủ nhân, không để ngươi thất vọng chứ. Hơi chậm một chút, Tiêu Phàm bình luận nói. Để chủ nhân thất vọng, bất quá chủ nhân yên tâm, hai kẻ này ta sẽ rất nhanh. Chọc Thiên Hồng nhìn Diêm La Thiên Tử hai người nói. Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ hai người nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đột phá chiến thần cảnh vậy mà cũng chỉ là đối tượng mặc cho người khác xâm lược. Bọn hắn để cho ta luyện tay một chút. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ, ta cười nói, vừa nãy chiến đấu chỉ là nóng người mà thôi, hiện tại chính thức bắt đầu. Thanh âm Tiêu Phàm vừa dứt, quanh thân bỗng nhiên bốc cháy lên vô tận chiến hồn, hỏa diễm cuồn cuộn, trong nháy mắt hóa thành một biển lửa, sôi trào mãnh liệt. So với vừa nãy, khí thế Tiêu Phàm lại tăng lên không ít, nếu như nói vừa nãy khí thế quanh người hắn vẫn chỉ là giang hà lao nhanh thì hiện tại chính là biển cả gào thét. Cảm nhận được khí thế cuồng bạo trên người Tiêu Phàm như là biển, sắc mặt La Sinh Môn Chủ cùng Diêm La Thiên Tử trầm xuống. Bọn hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm một mực đều không có sử dụng lực lượng chiến hồn. Bất quá Diêm La Thiên Tử vẫn động viên cho bản thân nói, coi như thi triển ra chiến hồn thì như thế nào, ngươi thi triển Tu La Thần Dực cùng Tu La Thần Thể đều không làm gì được chúng ta, hiện tại cũng giết không chết chúng ta.
A thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, ranh giới cuối cùng chỉ có hắn rõ ràng, chỉ ít từ vừa nãy cùng hai người giao phong, giết chết hai người cũng không phải việc khó khăn. Sau một khắc, Tiêu Phàm động, hắn giống như một trận gió bay ra, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, khi hắn lần nữa lúc xuất hiện đã là trước người Diêm La Thiên Tử. Nhất kiếm sinh liên, Tu La kiếm rung động, từng đóa kiếm liên tại hư không nở rộ, khoảng cách gần như vậy công sát, lấy tốc độ Tiêu Phàm, cho dù Diêm La Thiên Tử cũng không tránh thoát. Cùng một chiêu, người cảm thấy đối với ta hữu dụng sao? Trên mặt Diêm La Thiên Tử lộ ra ý cười khinh thường. Nhưng mà rất nhanh ý cười liền ngưng kết, bởi vì lần này hư không nở rộ không chỉ bốn đóa kiếm liên mà là tám đóa, uy lực tám đóa kiếm liên không chỉ có tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Minh sát, Diêm La Thiên Tử biến sắc không dám khinh thường, một kiếm vung ra, một đạo hắc sắc kiếm hà đem hư không chạm mở, như có một đầu minh hà đen kịt đang nằm trước người. Đây chính là lực lượng áo nghĩa, siêu việt thiên địa chi lực, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, cần cẩn thận lĩnh ngộ, 89 phần 10 chiến thánh cảnh dừng tại bước này, không cách nào lĩnh ngộ lực lượng huyền diệu. Bất quá, kiếm liên cũng là lực lượng chiến thần cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Vốn nó ẩn chứa một tia áo nghĩa, tám đóa kiếm liên đồng thời nở rộ, trong lúc nhất thời cùng Minh Hà rằng co tại cùng một chỗ. Sát na phương hoa, Tiêu Phàm lần nữa khẽ động, căn bản không cho Diêm La Thiên Tử cơ hội thở dốc. Hư không kiếm khí rung động, cả người Tiêu Phàm cùng Tu La Kiếm dung hợp, từ khi giải phong đệ tam trọng, trình độ Tu La Kiếm lăng lệ đã không phải lúc trước có thể so sánh. Cho dù là thần binh, chỉ cần Tiêu Phàm có đầy đủ thực lực, Tu La kiếm cũng có thể chém ra. Đám người chỉ thấy một đạo bạch sắc thiểm quang, thời gian dường như ngưng tụ lại, thật sự là tốc độ Tiêu Phàm quá nhanh, nhanh đến mắt thường hoàn toàn không nhìn theo kịp, dường như là cực tốc thế gian. Trong chớp nhoáng này, trong mắt tất cả tu sĩ ở đây đều chỉ có một đường kiếm đạo chớp lóe, không còn gì khác. Lui, La Sinh môn chủ kêu to, hắn không chút do dự từ đằng xa vọt tới. Một kiếm này của Tiêu Phàm cho hắn một loại cảm giác chí mạng. Nếu như Diêm La Thiên Tử chết, hắn làm sao có thể sống tiếp đây? Tiêu Phàm lấy một chọi hai đều có thể đứng ở thế bất bại, ứng phó một mình hắn chẳng phải là rất dễ dàng sao? Diêm La Thiên Tử cũng muốn lui, nhưng tốc độ Tiêu Phàm nhanh hơn hắn, một khi lui ra phía sau, nhược điểm bản thân liền bại lộ ra, đến thời điểm sẽ chỉ chết càng nhanh. Tiêu Phàm sớm xuất thủ đem tất cả đường lui của hắn tính toán kỹ. Quỷ kiếm vũ, Diêm La Thiên Tử gào thét, kiếm trong tay vũ động, trước người hắn dường như xuất hiện một tường kiếm khí sắc bén quấn quanh, hoàn toàn kín không kẽ hở. Phốc, một tiếng vang giòn, hình ảnh dường như dừng lại, thân thể Diêm La Thiên Tử bỗng nhiên hướng về sau ngã xuống, ngực hắn xuất hiện một cái huyết động to lớn. Mấy tức sau, máu tươi phun ra ngoài. Diêm La Thiên Tử kinh hãi nhìn ngực mình, trong mắt đều là vẻ không tin. Bản thân lại bị một kiếm của chiến thánh cảnh đỉnh phong làm trọng thương. Nếu như không phải đột phá chiến thần cảnh, điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói còn không đủ chí mạng, hiện tại khả năng liền đã chết. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Diêm La Thiên Tử thừa cơ lui lại, run giọng nói, một nửa là chấn kinh, một nửa là phẫn nộ. Vừa nãy chỉ là xuyên thủng L âng ngực ngươi. Kiếm tiếp theo chính là cắt lấy đầu ngươi. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, hắn nắm giữ Tu La thần dực cùng kiếm bộ, tốc độ so sánh với chiến thần cảnh sơ kỳ cũng chỉ nhanh hơn chứ không chậm. Hơn nữa, hắn bây giờ lĩnh ngộ kiếm đạo cũng đã chạm tới áo nghĩa, làm bị thương Diêm La Thiên Tử cũng không phải việc khó khăn gì. Cùng tiến lên, toàn lực giết hắn. La Sinh môn chủ đi tới cạnh Tiêu Phàm, hắn không muốn lại để cho Tiêu Phàm có cơ hội lợi dụng. Lời nói chưa dứt, Tiêu Phàm lại động, bất quá làm đám người trợn tròn mắt là Tu La kiếm cũng không thẳng hướng bọn hắn, mà là cắm vào bên trong thân thể bản thân. Ngoan nhân, mọi người âm thầm kinh hô, một kiếm cắm vào bên trong L âng ngực bản thân, cái này không phải người bình thường có thể làm được, chuyện này cần bao nhiêu dũng khí. Gia hỏa bị dọa sợ, vậy mà tự sát, Diêm La Thiên Tử thấy thế, lập tức cười như điên. Không đúng, mau lui lại. La Sinh môn chủ thập phần cảnh giác, lúc Tiêu Phàm một kiếm cắm vào L âng ngực bản thân, hắn cảm giác có chút rùng mình. Nhưng mà lúc này quanh thân Tiêu Phàm đột nhiên phóng vô số huyết sắc kiếm khí, sau đó nhanh chóng dung hợp tại cùng một chỗ, ngay lúc đó, khí thế Tiêu Phàm tăng vọt,
quanh người hắn cũng biến thành một cái biển máu. Chỉ thấy hắn rút tu la kiếm ra, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí không thể địch nổi xé rách hư không, trong nháy mắt đem Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ bao phủ vào. Tu la áo nghĩa, vô tận sát lục, một đạo thanh âm băng lãnh từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra, thanh âm rất lạnh, tựa như ẩn chứa sát phạt chi lực, xung quanh đều bị đông kết thành hàn băng. Huyết kiếm hoành không, vạn vật tịch diệt, dưới một kiếm này hết thảy đều hóa thành cho bụi, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại giết chóc, vô tận sát lục. Dù là cách xa hơn 10 dặm, mọi người cũng có thể cảm nhận được sát ý đáng sợ, lạnh đến thấu xương. Tiêu Phàm dùng một chiêu này, hoành khóa hai cái đại cảnh giới đẩy lui địch nhân, lần này Tiêu Phàm cùng bọn hắn chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới, khả năng liền không chỉ là đẩy lui bọn hắn. Một chiêu này là thần phẩm đỉnh cấp chiến kỹ bên trong tu la áo nghĩa, chỉ có tu la điện chủ lĩnh ngộ tu la áo nghĩa mới có thể sử dụng. Ngay sau đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết như giết heo truyền đến, đám người đã nhìn không thấy thân ảnh Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ, nhưng bọn hắn có thể đoán được trạng thái hai người giờ phút này khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Mấy tức sau, huyết sắc kiếm khí chậm rãi biến mất, bên trong lộ ra hai đạo thân ảnh, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ thấy tứ chi Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ bị chặt đứt, chỉ còn lại đầu cùng thân thể, trên người máu me đầm đìa, không có một chỗ hoàn hảo. Ánh mắt hai người nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, Diêm La Thiên Tử dùng hết toàn lực hét lớn, ta là chiến thần cảnh, làm sao có thể bại trong tay ngươi. La Sinh Môn Chủ cũng chẳng tốt đẹp gì, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, hắn không ngừng dập đầu nói, Tiêu Phàm, ta nguyện ý thần phục ngươi, tha ta. Tha ngươi, lúc trước các ngươi có từng nghĩ tới buông tha lão sư ta. Thần sắc Tiêu Phàm có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, lung la lung lay đi đến bên cạnh hai người, một kiếm kia đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Ta là chiến thần cảnh, đối với ngươi khẳng định có chỗ trợ giúp, ta nguyện ý làm chó cho ngươi. La Sinh Môn Chủ không cam lòng, thật vất vả đột phá chiến thần cảnh, tính mạng hắn còn thập phần dài, làm sao có thể chết ở chỗ này. Không cần, hôm nay ta giết chiến thần cảnh, Tiêu Phàm cười lạnh, một kiếm đâm ra, trực tiếp cắm vào mi tâm La Sinh Môn Chủ. Ngươi, La Sinh Môn Chủ kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại quyết đoán như thế, vậy mà thực giết hắn, không có dây dưa dài dòng gì. Tiêu Phàm tựa như làm một sự tình không có ý nghĩa, hắn tà tà cười nói ta muốn xé xác các ngươi đừng nghĩ chỉ một kiếm kia là xong. Nhìn thấy nụ cười của Tiêu Phàm, tất cả mọi người không khỏi lạnh run, rất nhiều người âm thầm thề đắc tội ai cũng đừng đi đắc tội tên điên này. Vừa rồi là hắn cố ý không giết chết La Sinh Môn Chủ và Diêm La Thiên Tử, chỉ vì muốn hảo hảo tra tấn bọn hắn. Phốc phốc, tu la kiếm rung động, thân thể La Sinh Môn Chủ hóa thành vô số huyết phụ bay vụt trong hư không, tại phụ cận Tiêu Phàm lơ lửng một khỏa tinh thể lập lòe. Tiêu Phàm nhìn viên kia tinh thể, thần sắc lạnh như băng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ để linh hồn ngươi bị thiên hỏa đốt luyện mấy năm rồi mới chết, đây chính là cái giá khi các ngươi giết sư phụ ta. Dứt lời, Tiêu Phàm chụp vào viên thần lực chi tinh kia, tiện tay ném vào bên trong tiểu thiên địa. Chiến thần cảnh bên dưới nhìn không thấy nhưng Tiêu Phàm lại có thể nhìn thấy, bên trong thần lực chi tinh còn có một đạo thân ảnh suy yếu, chính là linh hồn của La Sinh Môn Môn Chủ. Diêm La Thiên Tử thấy Tiêu Phàm đem linh hồn La Sinh Môn Chủ tạm giam thì toàn thân run lẩy bẩy, khí thế trên người hắn bắt đầu tăng lên, hiển nhiên là muốn tự bạo. Hắn không muốn để cho linh hồn rơi vào trong tay Tiêu Phàm, đến lúc đó có thể không phải đơn giản chỉ là thống khổ, hiện tại, hắn chỉ muốn bản thân thống khoái chết đi. Ngươi cũng không trốn thoát. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, trong nháy mắt bắn ra mấy đạo lưu quang cắm vào bên trong L âm ngực Diêm La Thiên Tử, cỗ cuồng bạo khí thế kia trong nháy mắt bị ép xuống. Muốn tự bạo, vậy cũng phải hắn có năng lực này, hiện tại thực lực Diêm La Thiên Tử giảm đi nhiều. Cho dù muốn chết cũng không thể. Tiêu Phàm lấy ra một chuôi tiểu đao, cắt lên trên thân thể Diêm La Thiên Tử, từng mảnh cắt lấy thịt trên người hắn. Diêm La Thiên Tử bị phong ấn tu vi, làm sao có thể chịu đựng loại thống khổ này. Đám người thấy cảnh này không khỏi run run, toàn thân nổi da gà cả lên. Dòng dã một vạn đao, lúc Tiêu Phàm dừng tay thì có người run rẩy mở miệng. Giờ phút này Diêm La Thiên Tử cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương.
đáng tiếc bởi vì hắn là chiến thần cảnh nên cho dù không có lục phủ ngũ tạng thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết được. Diêm La Thiên Tử dòng dã tiếp nhận một vạn đao thống khổ, đôi mắt đỏ ngòm đang kịch liệt run rẩy, đáng tiếc hắn không nói được lời nào. Cũng không biết hắn hiện tại hối hận hay là phẫn hận, nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Ta đã từng thề, nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, lời nói vừa dứt liền lấy ra thần lực chi tinh của Diêm La Thiên Tử. Giết ta, giết ta! Linh hồn Diêm La Thiên Tử kịch liệt run rẩy. Vừa rồi thống khổ một vạn đao hắn không muốn lại tiếp nhận thêm lần nữa. Nếu như ngươi không thần phục chiến thần điện, ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, nhưng ngươi lại thần phục chiến thần điện. Tiêu Phàm lắc đầu, kỳ thật so với Diêm La Phủ, Tiêu Phàm càng thêm ghi hận chiến thần điện. Mà Diêm La Thiên Tử lại liên quan đến cả hai thứ trên, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha hắn. Đưa tay vung lên, Tiêu Phàm lấy ra một cái hộp. Đem linh hồn phong ấn ở trong đó, nói, trở về lại đến trước mộ phần lão sư một chuyến. Dứt lời, Tiêu Phàm liền đem linh hồn Diêm La Thiên Tử cùng thần lực chi tinh thu nhập vào bên trong tiểu thiên địa. Tiêu Phàm hít sâu một cái, giết Diêm La Thiên Tử và La Sinh môn chủ, hắn cũng không có quá kích động, ngược lại thập phần bình tĩnh, nếu như có thể, Tiêu Phàm tình nguyện không giết bọn hắn để đổi mệnh túy ông về. Chọc Thiên Hồng. Kim Giáp cùng Thị Huyết bọn hắn đứng ở đằng xa không có quấy rầy Tiêu Phàm, bọn chúng cũng bị một mặt tàn nhẫn của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Mấy người bọn họ cảm thấy may mắn bản thân không làm địch với Tiêu Phàm, nếu không cũng khó tránh khỏi kết cục như thế này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tiêu Phàm rốt cục lấy lại tinh thần, hắn nâng bước chân trầm trọng hướng về nơi xa. Khốn, lúc này, đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên trong hư không. Ngàn vạn quang mang tại hư không xuất hiện, vô số phù văn quỷ dị rườm rà hiển hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở xung quanh Tiêu Phàm. Xa xa nhìn lại, ở quanh thân Tiêu Phàm dường như có một cái quang cháo to lớn bao phủ hắn tại trung ương, căn bản không thể động đậy. Chủ nhân cẩn thận, mấy người Chọc Thiên Hồng kêu to, nhanh chóng hướng về quang cháo, nhưng hư không đột nhiên rung động một trận, sau đó vỡ ra một đường vết rách. Cái quang cháo kia mang theo Tiêu Phàm biến mất tại chỗ, tiến nhập vào bên trong vết nứt hắc ám hư vô. Bọn hắn không phát hiện ra khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một vòng cung quỷ dị, tựa như âm mưu đạt được. Thời điểm đám Chọc Thiên Hồng chạy tới thì hư không liệt phùng đã khép kín lại, Chọc Thiên Hồng chuẩn bị xé mở hư không truy theo nhưng lại bị Kim Giáp ngăn lại. Người hiện tại cho dù xé mở hư không, nhưng cũng không phải tại cùng một mảnh trong hư vô với thiếu chủ, vô dụng thôi. Kim Giáp hóa thành hình người, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Không sai, các ngươi đừng quên, trên người thiếu chủ còn có mấy cái không gian bí cảnh, hắn muốn rời đi rất dễ dàng. Thị Huyết cũng mở miệng nói. Tiêu đại ca đâu, lúc này, Sở Phiền, Tiểu Kim, Diệp Trường Sinh cùng Thạch Thánh bốn người cũng đuổi tới, thần sắc đám người lo lắng vô cùng, đã không biết phải làm sao. Chỉ có sắc mặt Thạch Thánh thập phần bình tĩnh. Tay nhỏ nâng cầm lên nói, các ngươi có phát hiện hay không, lúc Tiêu lão đại rời đi thì khóe miệng hắn cong cong. Đám người lắc đầu, bất quá Sở Phiền lại bổ sung một câu nói, mặc dù ta không thấy được, nhưng Tiêu đại ca mỗi lần lộ ra nụ cười này thì khẳng định có người phải gặp xui xẻo. Nói cách khác, điện chủ là cố ý để bị bắt đi. Diệp Trường Sinh cau mày nói, nhất định là dạng này, ta vừa rồi cũng nhìn thấy nụ cười của chủ nhân. Nguyên bản ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Chọc Thiên Hồng gật đầu nói, vậy hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như điện chủ không có việc gì thì chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thôi. Diệp Trường Sinh hít sâu một cái, hắn đối với Tiêu Phàm không hiểu rõ như bọn Chọc Thiên Hồng, làm sao biết Tiêu Phàm đang cố ý. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã tiến vào bên trong một mảnh hư không vô ngần, bốn phía tăm tối. Bất quá linh hồn chi lực của Tiêu Phàm lại có thể cảm ứng được bốn phía. Đột nhiên, Tiêu Phàm thoát khỏi quang cháo trói buộc, nhanh chóng tránh sang một bên, bên trong hư không toát ra một cái bàn tay to lớn, vừa lúc chụp về phía vị trí vừa rồi của hắn. Cũng may Tiêu Phàm kịp chuẩn bị, sớm tránh thoát cái kia một kích. Tử vô danh, theo dõi ta một tháng rồi, cũng nên ra đi. Tiêu Phàm nhìn chăm chú bốn phía hắc ám, thần sắc đạm mạc nói. Đột nhiên, tại vị trí xa xa mấy chục trượng xuất hiện một đạo thân ảnh áo bào tím, chính là Tử Vô Danh,
hắn thập phần ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi lại có thể phát hiện ra ta. Ngươi quá tự đề cao mình rồi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nói, kỳ thật cũng không khó đoán được là ngươi, bởi vì cũng chỉ hạng người như ngươi mới làm ra mấy loại chuyện mờ ám này. Ngươi, Tử Vô Danh phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, hắn cảm giác Tiêu Phàm cũng không có đơn giản như hắn tưởng tượng, mặt hắn âm trầm nói, ngươi có thể tránh thoát hồn văn kết giới, vậy ngươi cũng đã đột phá hồn điêu sư cấp thủy tổ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, mặc dù những ngày qua linh hồn phân thân đã hoàn toàn ngộ ra thiên cơ đồ và vạn linh đồ, nhưng muốn vẽ ra hồn văn cấp thủy tổ, đột phá đến hồn điêu sư cấp thủy tổ dễ lắm sao? Vừa rồi hắn sở dĩ có thể tránh thoát chỉ là vì mượn nhờ năng lực của thiên cơ đồ mà thôi. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Tử Vô Danh, đáp một nẻo, ngươi là vì vạn linh đồ mà đến. Không sai, chỉ cần ngươi đem vạn linh đồ đưa cho ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tử Vô Danh gật đầu nói, ngữ khí kia tựa như đã ăn chắc Tiêu Phàm rồi. Tiêu Phàm ngược lại bị Tử Vô Danh chọc cười. Hắn có thể khẳng định Tử Vô Danh cho dù trở thành hồn điêu sư cấp thủy tổ nhưng bản thân hắn tuyệt đối không có đột phá đến chiến thần cảnh, muốn giết Tiêu Phàm hắn không phải dễ dàng như vậy. Thực không biết ngươi làm sao lại tự tin như vậy, ngươi cảm thấy ta để cho ngươi giám thị một tháng là vì cái gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, con ngươi trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Vào một tháng trước đó, Tiêu Phàm đã biết rõ mình bị Tử Vô Danh giám thị. Chỉ là hắn xem như cái gì đều không biết mà thôi, dù sao hắn phải xử lý người Diêm La Phủ trước tiên. Cái này cũng hợp với ý của Tử Vô Danh, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ đối với Tiêu Phàm, dứt khoát đem vị trí Tiêu Phàm để lộ cho Diêm La Thiên Tử, sau đó để người Diêm La Phủ thăm dò nội tình Tiêu Phàm. Diêm La Thiên Tử lại không biết, Tử Vô Danh chỉ là đang lợi dụng bọn hắn mà thôi, đương nhiên, cho dù biết đoán chừng Diêm La Thiên Tử cũng vui vẻ bị lợi dụng. Bởi vì hắn cũng muốn giết chết Tiêu Phàm. Thời gian qua một tháng, người Diêm La Phủ một mực không thăm dò ra ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm, trong lòng Tử Vô Danh có loại bất an không hiểu. Khi nhìn thấy Tiêu Phàm cùng hai đại cường giả chiến thần cảnh đánh mãi không xong, nội tâm Tử Vô Danh cũng vô cùng kinh ngạc và rung động, lần trước nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn còn không có đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng. Nhưng mà không nghĩ tới, vẻn vẹn thời gian mấy năm, Tiêu Phàm đã trưởng thành đến cảnh giới thế này, hắn phát hiện Tiêu Phàm trưởng thành quá là đáng sợ. Nguyên bản Tử Vô Danh chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy 1000 Tiêu Phàm giết địch, phương pháp tổn hại 800 chém giết Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ, Tử Vô Danh lại nhìn thấy hy vọng. Cho nên khi bọn Chọc Thiên Hồng không chú ý, Tử Vô Danh trực tiếp dùng hồn văn chi thuật đem Tiêu Phàm na di đến nơi này. Hắn không biết là Tiêu Phàm kỳ thật đã sớm biết rõ hắn tồn tại. Hơn nữa một mực chờ hắn xuất thủ. Tiêu Phàm, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng nên rõ ràng tình trạng cơ thể của mình, hồn điêu sư vượt giai giết người làm một chuyện vô cùng bình thường. Tử Vô Danh híp hai mắt đánh giá Tiêu Phàm. Hắn thực không biết Tiêu Phàm lấy dũng khí ở đâu ra, cũng dám không nhìn hắn, nhất là ánh mắt kia, tựa như coi hắn là thành con mồi vậy, hắn nhìn còn có chút run rẩy. Có đúng không? Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng. Sau một khắc, nguyên bản sắc mặt hắn trắng bệch trong nháy mắt liền trở nên hồng nhuận phơn phớt, thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy được đang khôi phục rất nhanh. Hắn mặc một bộ áo bào đen, tóc trắng như thác nước trong gió bay lên, ánh mắt bá đạo lăng lệ. Ngươi là cố ý gạt ta. Sắc mặt Tử Vô Danh biến hóa, vượt giai giết người với hắn mà nói xác thực không khó, nhưng Tiêu Phàm có thể không phải dễ giết như vậy. Không lừa lão đồ vật ngươi. Ngươi làm sao có thể xuất hiện đây? Ngữ khí Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh. Lời vừa dứt, Tiêu Phàm giống như sao băng bắn ra, tu la kiếm vũ động, ngàn vạn kiếm khí bạo phát, bên trong hư vô loạn lưu phun trào, rảo sát tứ phương. Tử Vô Danh thấy thế liền biến sắc, đưa tay lấy ra một bức tranh, một cái tay khác tại hư không vũ động, hồn văn đầy trời hiển hiện, vậy mà ngăn cản được vô số kiếm khí kia. Có nhân có quả, hồi. Tử Vô Danh quát nhẹ, bức tranh vũ động, sự tình quỷ dị phát sinh, chỉ thấy kiếm khí đầy trời kia đột nhiên bắn ngược về, hướng về Tiêu Phàm đánh giết tới. Nhân quả áo nghĩa, trong mắt Tiêu Phàm đều là vẻ kinh ngạc, lách mình hướng về một bên thối lui, những kiếm khí kia uổng công vô ích. Bất quá trong lòng Tiêu Phàm lại là khó mà bình tĩnh, hắn không thể không thừa nhận, Tử Vô Danh đúng là một thiên tài hồn điêu, vậy mà thực vẽ ra hồn văn đồ cấp thủy tổ của bản thân.
hơn nữa còn lĩnh ngộ nhân quả áo nghĩa. Mặc dù chỉ là gia lông nhưng ở bên trong chiến thánh cảnh, cơ hồ đã có thể đứng ở thế bất bại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể theo kịp tốc độ đối phương. Đây cũng là một mặt cường đại của hồn điêu sư, dù là không hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa nhưng cũng có thể dùng thủ pháp đơn giản phát hỏa tại bên trong hồn văn đồ, trong lúc chiến đấu có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Tử vô danh vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được nhân quả áo nghĩa, tự nhiên cũng không thể đột phá chiến thần cảnh, nhưng có bức tranh đó thi triển nhân quả áo nghĩa vẫn không có vấn đề gì. Hiện tại, người cảm thấy người vẫn là đối thủ của ta sao? Thần sắc tử vô danh đạm mạc, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cười nhìn về phía tử vô danh, tựa như lại nhìn một tên đần. Người cười cái gì? Tử vô danh không hiểu khó chịu. Tức giận nhìn Tiêu Phàm. Cười cái gì? Đương nhiên là cười ngươi vô tri, cười ngươi ngớ ngẩn. Nguyên bản vẻ lo lắng trên mặt Tiêu Phàm đều biến mất hết, lại nói, đây là nhân quả đồ ngươi vẽ phải không, ta phá cho ngươi xem. Chỉ bằng ngươi cũng muốn phá nhân quả đồ của ta, thực sự là trò cười. Tiểu tư như ngươi chẳng lẽ còn hiểu hồn văn hơn ta? Tử vô danh cực kỳ khinh thường. Nhân quả đồ là hắn dùng 100-200 năm cố gắng mới lĩnh ngộ ra được, nếu như dễ dàng phá như vậy, chẳng phải là thiên đại thiếu thoại hay sao? Tiêu Phàm không nói, bên trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đám huyết hắc sắc hỏa diễm xông thẳng vào nhân quả đồ, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tử vô danh bản năng dùng nhân quả đồ ngăn khuất trước người, bất quá sau một khắc hắn liền hối hận, đáng tiếc đã không kịp. Hai đám huyết hắc sắc hỏa diễm bắn vào bên trong nhân quả đồ. Vậy mà không có bị bắn ngược mà lại trực tiếp thiêu đốt nhân quả đồ. Nghiệp, nghiệp hỏa, tử vô danh trợn to hai mắt kinh hãi nhìn nhân quả đồ, trên mặt đều là vẻ không thể tin, đầu như là trống lúc lắc siêu động, không thể, ngươi làm sao có thể khống chế nghiệp hỏa, trên đời này không ai có thể khống chế nghiệp hỏa, dù là tu la điện chủ cũng không được. Cũng khó trách tử vô danh không tin, nghịch thiên tu hành, mỗi người đều biết nắm giữ nghiệp lực từ nhân quả tạo thành. Nhưng người có thể điều khiển nghiệp hỏa lại có thể không nhìn nhân quả cùng nghiệp lực. Liền tựa như Tiêu Phàm, coi như giết hắn tử vô danh, mệnh cách hắn cũng sẽ không tiêm nhiễm bất luận nghiệp lực gì. Tại chiến thánh cảnh, nghiệp lực nguy hại không thể hiện ra, nhưng mà sau khi đột phá chiến thần cảnh, nghiệp lực lại không ngừng quấy nhiễu tu sĩ, thậm chí có khả năng tạo thành tâm ma. Mà sát nghiệt chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khốn nhiễu tu sĩ. Nhưng mà vô luận tử vô danh không tin như thế nào, đây chính là sự thật, Tiêu Phàm quả thật có thể điều khiển nghiệp hỏa, hơn nữa không nhận nghiệp hỏa xâm hại. Ngươi hiểu hồn văn hơn ta, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lạnh lùng nhìn tử vô danh. Phốc, tử vô danh phun ra mấy ngụm máu tươi, nhân quả đồ bị hủy, hắn cũng nhận phản phệ, đương nhiên cũng bị Tiêu Phàm chọc giận không nhẹ. Hắn kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhân quả đồ bị hủy làm hắn hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn biết không có nhân quả đồ, bản thân khẳng định không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, dù sao hắn không có chân chính đột phá hồn điêu sư cấp thủy tổ, mà trong tay Tiêu Phàm lại có vạn linh đồ. Muốn chạy ư, Tiêu Phàm làm sao sẽ cho tử vô danh cơ hội, hắn chờ đợi một tháng, không phải là vì chờ tử vô danh xuất hiện sao? Thật vất vả mới dẫn hắn đi ra. Làm sao có thể để hắn chạy mất dễ dàng như vậy? Lời nói vừa dứt, Tiêu Phàm giống như mị ảnh xông ra, nhân kiếm hợp nhất, tốc độ đạt tới cực hạn. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, ánh mắt tử vô danh lộ ra vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ thực sự là báo ứng bản thân đến? Hắn đã từng nhiều lần hãm hại Bắc lão, lần này lại bị đồ đệ hắn trả lại. Quanh năm đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ. Trong lúc vội vàng, tử vô danh đánh ra từng đạo thủ ấn. Trong miệng lại phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể bị một đạo huyết vụ bao phủ, nhanh chóng hướng về cuối chân trời bỏ chạy. Chỉ có một tiếng kêu thảm thiết còn quanh quẩn tại hư không, cùng đám huyết vụ mênh mông kia. Huyết đột, Tiêu Phàm nhìn tu la kiếm nhỏ xuống máu tươi cau mày một cái, hắn không nghĩ tới tử vô danh lại quyết đoán như thế, hơn nữa còn lĩnh ngộ huyết đột chi pháp, lấy hy sinh tự thân tinh huyết làm đại giá thoát khỏi nơi đây. Bất quá Tiêu Phàm vừa chém một kiếm kia, cho dù không có giết chết hắn nhưng khẳng định đã chém rụng một cánh tay hắn, về sau nếu như còn có thể gặp lại tử vô danh, khẳng định cũng đã trở thành một tên độc tí hiệp. Không chết cũng tốt, lão sư và Bắc Thần Phong còn có thể tự mình báo thù.
Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, hắn đối Tử Vô Danh hận thấu xương. Hãm hại Bắc lão, hại hắn bị trục xuất gia tộc không nói, lại còn giết con trai và con dâu của Bắc lão, người này quá âm hiểm tàn nhẫn, coi như giết hắn 1 vạn lần cũng không nhiều. Liền ngươi đều không uống máu của hắn, xem ra máu của Tử Vô Danh không phải là thứ sạch sẽ gì. Tu La kiếm chấn động, huyết châu phía trên phiêu tán rơi ra, biến mất tại bên trong hư vô. Thu liễm tâm thần, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía lam sắc tinh thần to lớn nơi xa, cau mày nói, xem ra muốn chạy tới Bắc vực còn phải đợi một khoảng thời gian. Dứt lời, Tiêu Phàm chuẩn bị khống chế hồn thiên tinh hỏa toa rời đi, đột nhiên phía sau truyền đến một trận cười điên cuồng, ha ha, người trẻ tuổi, không nghĩ tới ta ở chỗ này đỡ âng phải ngươi. Lần này xem ngươi chạy chỗ nào, quay đầu nhìn lại, thần sắc Tiêu Phàm hơi trầm xuống. Chỉ thấy một vệt sáng cấp tốc bay vụt đến, Tiêu Phàm lờ mờ có thể nhìn thấy đạo thân ảnh kia, người đến chính là Chiến Lão Cửu. Lần trước tại Lâu Lan cổ địa, Tiêu Phàm chiếm lấy hồn thiên tinh hỏa toa của hắn, làm hắn bị nhốt bên trong vô tận hư vô, tốn gần thời gian 1 năm mới tìm đến được chiến hồn đại lục. Làm hắn không nghĩ tới là xa xa đã nhìn thấy thân ảnh Tiêu Phàm, cái này khiến hắn đã kích động, lại phẫn nộ. Nếu như không có tiểu tử này, hắn đã sớm chạy về chiến hồn đại lục, há lại sẽ tại trong hư vô cô tịch đợi thời gian 1 năm. Thời gian 1 năm này trong đầu Chiến Lão Cửu hồi tưởng đến khuôn mặt Tiêu Phàm, hắn một lần lại một lần thề, lần sau gặp được hắn nhất định phải ăn sống nuốt tươi hắn, thiên đao vạn quả. Cửu hận này là động lực của hắn để kiên trì trong hư không thời gian 1 năm. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp được Tiêu Phàm, đây quả thực là thượng thiên cố ý an bài. Làm hắn có thể đủ báo thù rửa hận. Ngớ ngẩn. Tiêu Phàm liếc Chiến Lão Cửu một cái, khống chế hồn thiên tinh hỏa toa trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ có 2 chữ vang vọng thật lâu ở bên tai Chiến Lão Cửu. Hỗn trướng, ta nhất định phải xé xác ngươi. Chiến Lão Cửu phẫn nộ, không chút do dự truy theo, hắn chưa từng ghi hận một người như thế. Đương nhiên, nếu như giết không chết Tiêu Phàm, không đoạt hồn thiên tinh hỏa toa trở về, coi như trở lại chiến thần điện cũng không có kết quả tốt, điện chủ chiến thần điện không có khả năng buông tha hắn. Đáng tiếc, tốc độ của hắn mặc dù không chậm, nhưng làm sao có thể đuổi kịp Tiêu Phàm. Ánh mắt Chiến Lão Cửu nhìn chằm chằm đạo lưu quang kia, hắn phải biết Tiêu Phàm đi nơi nào, sau một lát, hắn rốt cục nhìn thấy ánh lửa xích hồng sắc đâm đầu thẳng vào chiến hồn đại lục bên trong. Bắc vực, khóe miệng Chiến Lão Cửu hiện ra một vòng tiếu dung, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm không biết đã chết bao nhiêu lần. Lại nói Tiêu Phàm khống chế hồn thiên tinh hỏa toa xông vào chiến hồn đại lục, rất nhanh liền xuất hiện ở phía trên một ngọn núi, trên mặt khẽ mỉm cười nói, vận khí không tồi, lại trở về Bắc vực. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền hướng chân trời bay đi, lấy tốc độ của hắn chạy tới thần binh thánh thành căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Mà giờ phút này vị trí Độc Cô Cổ Thành, đám người Độc Cô Tuyệt thao túng Cửu Dương Thần Lô đối kháng đám người Chiến Thiên Hạ, mấy người một mực rằng co, ai cũng không làm gì được ai. Bất quá vẫn có thể cảm giác được, một phương Chiến Thiên Hạ vẫn chiếm cứ thượng phong, chỉ là không quá rõ ràng mà thôi. Đám người Nam Cung Tiêu Tiêu, Độc Cô Tướng Đình xa xa nhìn chăm chú, cau mày, bọn hắn hận không thể lập tức xông lên. Chiến Thần Điện mạnh như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế sẽ khó thoát kết cục chiến bại. Đáng tiếc bọn hắn cũng không hoàn toàn phát huy ra uy lực Cửu Dương Thần Lô. Thần sắc Bàn Tử ngưng lại nói. Vậy làm sao bây giờ? Độc Cô Tướng Đình lo lắng nói. Chịu. Bàn Tử nhún nhún vai, trừ phi lại đến mấy tên chiến thần cảnh, hoặc là lại lấy ra một kiện thần binh mới có thể vãn hồi thế cục này. Đám người Độc Cô Tướng Đình nghe vậy không khỏi trợn mắt một cái, nếu như bọn hắn còn có chiến thần cảnh, căn bản không cần do dự chút nào. Về phần thần binh, Độc Cô gia tộc có không ít thần binh, nhưng những thần binh đó căn bản không thể so sánh cùng Cửu Dương Thần Lô cùng Luyện Tâm Tháp, nếu có thần binh cấp bậc này, bọn hắn làm sao có thể đợi đến hiện tại. Bàn Tử, nói như không nói, trầm ngâm một lúc, hắn lại nói, nếu như Lão Tam đến, Độc Cô gia tộc tất nhiên có thể thắng được. Tiêu Phàm, Độc Cô Tướng Đình đầu tiên là sững sờ, sau đó sáng tỏ thông suốt, nói Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm. Đứng đầu lịch cổ thập đại thần binh, khẳng định có thể chiếm thượng phong. Uy lực Tu La kiếm khẳng định không được, Tu La kiếm vạn năm trước bị trọng thương, bị sư tôn ta phong ấn,
hiện tại đoán chừng không thể hoàn toàn giải phong. Bàn tử lắc lắc đầu nói. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cũng tất nhiên liên tưởng đến lão giả trong mộng lúc trước giải phong tu la kiếm cho hắn chính là sư tôn bàn tử. Vậy hắn đến làm gì? Độc cô tướng đình có chút thất vọng nói. Mấu chốt vẫn là ở luyện tâm tháp, bàn tử bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên độc cô vô trần cũng thở dài một hơi, nói, luyện tâm tháp năm đó là vật truyền thừa của truyền thừa điện, đáng tiếc chiến hồn điện một phân thành hai, luyện tâm tháp rơi vào trong tay chiến thần điện, truyền thừa điện cũng bởi vậy biến mất vạn năm, không biết bây giờ còn tồn tại hay không. Truyền thừa điện vẫn tồn tại. Bàn tử cười cười nói, hắn hiển nhiên cũng biết rõ một ít bí mật, bất quá hắn có chừng có mực, cũng không có nói tiếp. Độc cô tướng đình há miệng muốn nói, lúc này mới hít sâu một cái nói, Nam Cung huynh, kỳ thật Tiêu Phàm đang ở thần binh thánh thành. Hả, bàn tử thập phần ngoài ý muốn, cũng có chút mừng rỡ không hiểu, hắn đã qua đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy Tiêu Phàm. Độc cô vô trần lại là cau mày một cái, tựa như trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn khống chế ngươi. Độc cô tướng đình cười khổ một tiếng, gật đầu nói, là hài nhi lại nhiều lần khiêu khích hắn, cuối cùng hắn không giết ta mà thi triển chủng ma chi thuật, bất quá hài nhi bây giờ lại cảm giác có chút may mắn, nếu như không phải hắn khống chế ta, cũng sẽ không nhắc nhở ta, chiến thần điện chuẩn bị động thủ đối với độc cô gia tộc. Cái gì, là Tiêu Phàm nói cho ngươi biết, độc cô vô trần mãnh kinh, cỗ nộ ý trong lòng tiêu tán không ít. Tiêu Phàm khống chế độc cô tướng đình, hắn làm phụ thân tự nhiên khó chịu, nhưng nói trở lại. Nếu như không có Tiêu Phàm, hiện tại độc cô gia tộc có khả năng đã bị hủy diệt, nghĩ vậy, lửa giận lại bình phục không ít. Là hắn nhắc nhở ta, hơn nữa, Diêm La Phủ cũng chuẩn bị đối phó với người thần binh thánh thành, lần này chiến thần điện muốn để cho độc cô gia tộc ta chó gà không tha. Độc cô tướng đình nghiến răng nghiến lợi nói. Tướng đình huynh, người hẳn có thể cảm ứng được vị trí của lão tam đi, người hiện tại tìm lão tam đến, bằng không nói. Ta xem bọn hắn sẽ không kiên trì được bao lâu. Bàn tử nhìn qua cục diện rằng có nơi xa, thần sắc hơi ngưng trọng nói. Bên trong thần binh thánh thành, bọn tiểu kim chờ đợi nửa ngày, giờ phút này chân trời đã sáng tỏ, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Tiêu Phàm, đám người cũng vô cùng lo lắng. Một trận chiến đêm qua cũng triệt để truyền khắp thần binh thánh thành, Tiêu Phàm tàn nhẫn rung động lòng người, cũng bị mang lên cái danh ma quỷ. Có thể thiên đao vạn quả cường giả chiến thần cảnh, đây là chuyện người bình thường không thể làm được. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lại bị người ám toán, kéo vào bên trong hư không liệt phùng, chẳng biết đi đâu. Bên trong vị trí tiểu viện Diêm La Phủ, đám người tiểu kim cũng không đại khai sát giới, chỉ là đem người còn lại đuổi đi mà thôi, bọn họ ở nơi này chờ Tiêu Phàm xuất hiện. 6 canh giờ rồi, Tiêu đại ca sao còn chưa quay về, sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn chứ? Sở Phiên lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Lời này vừa nói ra, Tiểu Kim, Chọc Thiên Hồng, Kim Giáp cùng Thị Huyết tất cả đều trợn mắt nhìn chằm chằm Sở Phiên, dọa Sở Phiên phát sợ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đồng Ngôn Vô Kỵ, Thạch Thánh vội vàng mở miệng nói, các ngươi là chiến thần cảnh, cùng một cái tiểu thí hài so đo gì đây? Hắn không phải cũng là lo lắng an nguy Tiêu lão đại sao? Nghe nói như thế, sắc mặt Chọc Thiên Hồng bọn hắn còn tốt một chút. Giờ phút này 3 người đều hóa thành hình người. Kim Giáp là một người mặc kim bào trung niên nam tử, lưng hùm vai gấu, bá khí uy vũ. Chọc Thiên Hồng một bộ áo bào đen, thân hình cân xứng, lại khá là tuấn mỹ, bộ dáng nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi. Về phần Thị Huyết, lại là một tên nam tử trung niên thập phần gầy gò, ánh mắt lộ ra vẻ lăng lệ sắc bén, kim sắc lông mày như đao. Giống, đột nhiên. Tiểu Kim ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, cầm đầu chính là độc cô tướng đình. Cũng khó trách Tiểu Kim phẫn nộ như thế, nó lúc trước thấy tận mắt độc cô tướng đình ra tay với Tiêu Phàm, không có lập tức xông lên diệt hắn đã là ẩn nhẫn lắm rồi. Đám người quét mắt một vòng người tới, thần sắc đạm mạc vô cùng, một chút tu sĩ chiến thánh cảnh còn chưa để bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Độc cô tướng đình cầu kiến tu la điện chủ. Đám người độc cô tướng đình vững vàng rơi vào đám người cách đó không xa, trịnh trọng nói. Điện chủ không còn nơi này, mời các hạ về đi. Diệp Trường Sinh thản nhiên nói,
hắn cũng rất rõ ràng ân oán Độc Cô Tướng Đình cùng Tiêu Phàm, tự nhiên không cho sắc mặt tốt. Sắc mặt Độc Cô Tướng Đình trầm xuống, thế nhưng lại không dám phát tác, đừng nói Tiêu Phàm đã khống chế tư tưởng hắn, dù không có hắn cũng không dám châm đối Tiêu Phàm. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đã có nói, hiện tại thần binh thánh thành, duy nhất có thể cứu Độc Cô gia tộc bọn hắn chỉ có Tiêu Phàm. Mời các vị thông báo một tiếng, Độc Cô Tướng Đình cầu kiến. Độc Cô Tướng Đình hít sâu một cái, áp chế lửa giận trong lòng, nhưng ngữ khí lại cực kỳ lăng lệ. Thân làm thập đại yêu nghiệt, hắn chưa từng ăn nói khép nép cầu qua ai, kỳ thật hắn nội tâm cũng không tin bản tử nói Tiêu Phàm có thể cứu Độc Cô gia tộc. Nhưng hắn lại không có biện pháp nào khác, hiện tại chỉ có thể đem Độc Cô gia tộc đặt ở vị thứ nhất. Đã nói Tiêu lão đại không có ở đây, tai ngươi điếc sao? Thạch Thánh nổi giận mắng, hắn rất không thích ngữ khí hùng hổ dọa người của Độc Cô Tướng Đình. Độc Cô Tướng Đình thân làm thập đại yêu nghiệt, quả thật có vốn liếng tự ngạo, nhưng Thạch Thánh hắn chính là thiên sinh thánh linh, tồn tại vô địch cùng giai, có thể không đem yêu nghiệt gì để ở trong mắt. Ngươi, Độc Cô Tướng Đình vừa mới chuẩn bị tức giận, đột nhiên trong lòng một cái lộp bộp, lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Độc Cô Tướng Đình, ngươi đối đãi như thế với ân nhân ngươi sao? Giọng nói băng lãnh vang lên, ngay sau đó, một điểm sáng màu đen từ đằng xa bay vụt tới nhanh chóng phóng đại. Nghe thấy thanh âm này, đám tiểu kim đều kích động lên, đám người vừa mới lấy lại tinh thần, một đạo thân ảnh áo bào đen đã xuất hiện ở trước mặt đám người, mái tóc dài màu trắng trong suốt vô cùng bắt mắt. Thiếu chủ, đám người nhao nhao chào đón, kích động nhìn người tới, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Tiêu Phàm trở lại chiến hồn đại lục liền nhanh chóng chạy đến thần binh thánh thành, tốn hơn 6 canh giờ rốt cục chạy tới nơi đây. Tiêu Phàm, người rốt cục trở về, mau đi cùng ta. Độc Cô Tướng Đình nhìn thấy Tiêu Phàm, thần sắc khá là kích động nói, Tiêu Phàm xuất hiện cũng đại biểu các lão tổ của Độc Cô gia tộc có thể cứu. Ta tại sao phải đi theo ngươi? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Độc Cô Tướng Đình, tiếu dung kia là Độc Cô Tướng Đình tê cả da đầu. Độc Cô Tướng Đình hơi kinh ngạc, thần sắc kích động ngưng kết ở đó, hắn cũng đã được nghe nói sự tình phát sinh tối hôm qua, bọn hắn không mời nổi Tiêu Phàm. Hơn nữa Tiêu Phàm nói không sai, hắn tại sao phải đi cùng mình đây? Sự tình Độc Cô gia tộc chẳng có liên quan đến Tiêu Phàm. Hít sâu một cái, Độc Cô Tướng Đình đột nhiên hơi hơi thi lễ nói, Tu La Điện Chủ, xin lỗi, là ta đường đột, còn mời Tu La Điện Chủ giúp Độc Cô gia tộc ta một chút sức lực. Sau này nhất định có thâm tạ. Độc Cô Tướng Đình không thể không bày ra tư thế bản thân, Tiêu Phàm hiện tại là người quyết định an nguy của Độc Cô gia tộc. Tiêu Phàm không có để ý tới hắn, Độc Cô Tướng Đình không biết là Tiêu Phàm thần không biết quỷ không hay đọc đến ký ức gần nhất của hắn. Hồi lâu, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng nói, muốn ta xuất thủ, 10 kiện thần binh, hoặc là 10 kiện vật liệu thần binh. Giờ phút này trong lòng Tiêu Phàm cũng kích động không thôi. Bởi vì từ trong trí nhớ Độc Cô Tướng Đình, Tiêu Phàm nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn hận không thể lập tức tiến đến. Nhưng hắn cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, không hung ác dọa dẫm Độc Cô gia tộc một bút cũng không phải là Tiêu Phàm. 10 kiện thần binh, ngươi nằm mơ. Độc Cô Tướng Đình không hề nghĩ ngợi nói, đây quả thực là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giao giá trên trời. 10 kiện thần binh. Bây giờ Độc Cô gia tộc quả thật có thể cầm ra được, nhưng hắn không muốn bị Tiêu Phàm uy hiếp. 20 kiện. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, hắn không tin mệnh lão tổ Độc Cô gia tộc vậy mà không đáng bằng 20 kiện thần binh. Độc Cô Tướng Đình không dám tiếp tục phản bác, Tiêu Phàm làm người hắn rất rõ ràng, nếu như còn lằng nhằng Tiêu Phàm nhất định sẽ tiếp tục tăng giá, cứ kéo dài thời gian các lão tổ sẽ thật gặp nguy hiểm. Được, ta đáp ứng ngươi. Độc Cô Tướng Đình cắn răng nói, hắn lo lắng nói tiếp, Tiêu Phàm lại sẽ tăng giá. Đừng tâm không cam tình không nguyện, nếu như lão tổ ngươi nhìn thấy ta, có lẽ sẽ cho ta 30 kiện cũng không chừng. Tiêu Phàm đạm mạc cười nói, sau đó lấy ra giấy bút, nhưng Độc Cô Tướng Đình lập một cái chứng từ. Ở phương diện khác, Tiêu Phàm rất có phong phạm đại gia, nhưng tại phương diện tài nguyên, Tiêu Phàm đúng là nghèo đến điên rồi, hơi có ý làm chân tiểu nhân. Cũng không trách Tiêu Phàm, 20 kiện thần binh đối với Tu La Điện mà nói cũng có giá trị không nhỏ, bất quá chuyện này lại làm cho Độc Cô Tướng Đình hung hăng khinh bỉ một cái. Bây giờ có thể đi theo ta chưa?
Độc Cô Tướng Đình đem chứng từ ném cho Tiêu Phàm, sau đó hung dữ nói ra. Đương nhiên có thể đi, chẳng qua nếu như làm không được, vậy cũng đừng trách ta. Tiêu Phàm cười ha hả thu hồi chứng từ lại. Nghe nói như thế, Độc Cô Tướng Đình kém chút lảo đảo, hung dữ nhìn Tiêu Phàm nhưng lại không thể làm gì, lúc này phía sau truyền đến một đạo thanh âm nói thầm. Tiêu lão đại còn ác hơn chúng ta, hôm nay ta vừa học một chiêu. Thạch Thánh tại bên tai Sở Phiền nói nhẹ. Qua một lúc nếu như muốn chúng ta giúp đỡ, chúng ta cũng có thể làm như thế. Sở Phiền cười tủm tỉm nói ra. Nhìn hai tiểu gia hỏa trắng trợn đánh chủ ý lên Độc Cô gia tộc, trong lòng Tiêu Phàm không còn gì để nói, hung hăng chừng hai người một cái, mà đám người Độc Cô Tướng Đình lại tựa như để phòng cướp nhìn hia người Thạch Thánh và Sở Phiền. Đi chưa, nếu ngươi không đi, đám lão tổ ngươi chưa hẳn chịu được đâu. Tiêu Phàm đột nhiên dẫn đầu hướng về chân trời bay đi. Bên ngoài sơn cốc, mắt thấy bọn Độc Cô Tuyệt bị áp chế càng ngày càng lợi hại, thần sắc đám người Độc Cô Vô Trần vô cùng ngưng trọng, dù là Nam Cung Tiêu Tiêu cũng chẳng tốt đẹp gì. Ta thấy ta vẫn nên mang theo Cửu Dương Thần Lô chạy trốn đi. Trong lòng Bàn Tử âm thầm nói ra. Hắn mặc dù cùng Độc Cô Tuyệt xem như sư huynh đệ, cũng cùng Chiến Thần Điện là cửu nhân, nhưng nếu như bọn Độc Cô Tuyệt chống đỡ không nổi, hắn cũng có khả năng phải chạy khỏi nơi này. Tướng Đình sao còn chưa quay về, lấy tâm tính Độc Cô Vô Trần cũng hoàn toàn đứng ngồi không yên. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn lại, chân trời đã có mấy đạo lưu quang nhanh chóng bay vụt tới, khi thấy khuôn mặt mấy đạo thân ảnh kia, trên mặt Độc Cô Vô Trần rốt cục hiện lên tiếu dung. Lão nhị, lão tam, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, hai người Tiêu Phàm và Bàn Tử đi đến cùng một chỗ. Hung hăng dùng L âm ngực va chạm một cái, hai người không quan tâm đến hiểm cảnh của các lão tổ Độc Cô gia tộc nơi xa. Tiêu Phàm, đừng quên 20 kiện thần binh, Độc Cô Tướng Đình mặt âm trầm nói. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, mà nhìn về phía Bàn Tử nói, ngươi tại sao chạy tới Độc Cô cổ địa, chẳng lẽ là lão sư lúc ấy đem ngươi đưa tới nơi này? Bàn Tử cười khổ một tiếng, đem sự tình năm đó giảng thuật một lần. Tiêu Phàm nghe được vui cười không thôi, cười to nói, chiếu như ngươi nói, Độc Cô Tướng Đình cũng phải gọi ta một tiếng lão tổ. Hẳn không có vấn đề chứ. Bàn Tử cũng là nhân tinh, một cái liền nghe ra Tiêu Phàm cùng Độc Cô Tướng Đình không hợp, tự nhiên không chút do dự đứng ở Tiêu Phàm một phương. Sắc mặt Độc Cô Tướng Đình chợt xanh chợt tím, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần ngươi Tiêu Phàm có thể cứu được bọn lão tổ, gọi ngươi một tiếng lão tổ có là gì? Cái này có thể là ngươi nói. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, sau đó đạp không mà lên, hướng về sơn cốc bay đi. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Tiêu Phàm lại ngưng trọng vô cùng, đây chính là cường giả chiến thần cảnh cao giai đọ sức, hắn chỉ là một tên chiến thánh cảnh đỉnh phong, cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, căn bản chịu không được giày vò. Ánh mắt hắn rơi vào phía trên huyết tháp to lớn, mặc dù trước đó từ trong trí nhớ Độc Cô Tướng Đình biết được tất cả. Nhưng vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía. Tháp này so với luyện tâm tháp lúc trước nhìn thấy không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Người trẻ tuổi, người vậy mà không chết. Phía trên không trung, Chiến Thiên Hạ nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức đằng đằng sát khí, khí thế càng tăng hơn mấy phần. Hắn mang theo Tôn Nhi tới đây, vốn là muốn sau khi diệt Độc Cô gia tộc, để cho hắn tiếp quản tất cả sự tình Độc Cô cổ địa. Nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Nhi hắn trực tiếp bị Tiểu Kim giết chết. Không chỉ có thế, hắn để Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ và Chiến Lão Thất đi giết Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm lúc này lại bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này, trong lòng hắn làm sao có thể bình tĩnh được. Lão bất tử ngươi chưa chết, ta làm sao có thể chết trước ngươi đây? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Chiến Lão Thất, Diêm La cùng La Sinh đâu? Chiến Thiên Hạ âm trầm nói. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, không có ở để ý tới Chiến Thiên Hạ, mà là nhìn về phía bọn Độc Cô Tuyệt nói, các vị, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tiêu tiểu huynh đệ, đừng nên đến, lần này không phải như lần trước. Độc Cô Tuyệt lắc lắc đầu nói, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Nơi xa Độc Cô Tướng Đình nghe nói như thế liền trực tiếp trợn tròn mắt, lão tổ hắn xưng Tiêu Phàm là huynh đệ, hắn gọi Tiêu Phàm chẳng phải là. Lão tổ ư, yên tâm, ta tự có chừng mực. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu,
lần trước có thể đối địch với chiến thần cảnh là bởi vì bọn họ đều là linh hồn chi thể cùng hồn tộc, hắn nắm giữ tỏa hồn châu nên đã đứng ở thế bất bại. Nhưng lần này đối mặt đều là chiến thần cảnh chân chính, Tiêu Phàm có thể nắm chắc sống sót từ trong tay chiến thần cảnh trung kỳ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ thụ chiến thần cảnh hậu kỳ. Cảnh giới càng cao, chênh lệch bên trong cũng sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí cùng một cảnh giới đều có khác biệt vô cùng lớn, muốn vượt giai chiến đấu là thập phần gian nan. Tiêu Phàm không có lui ra phía sau, ngược lại trực tiếp đi lên phía trước, trong lòng hắn vẫn hết sức kính trọng bọn Độc Cô Tuyệt, hơn nữa lời nói Độc Cô Tuyệt cũng làm cho Tiêu Phàm ấm áp. Đám phế vật chiến lão thất không giết chết ngươi, vậy bản điện chủ tự mình đến. Chiến thiên hạ nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, một cỗ khí thế ngút trời mãnh liệt cuộn trào ra, hư không liên tục vỡ nát, loạn lưu bắn ra bốn phía. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Độc Cô Tuyệt gầm thét một tiếng, đồng dạng tản ra uy thế bàng bạc, ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm, bảo vệ Tiêu Phàm an toàn. Tiêu Phàm không có tiếp tục tiến lên mà là nhìn về phía huyết sắc luyện tâm tháp to lớn, trong đầu lại hồi tưởng lại lúc trước một tia linh trí của luyện tâm tháp nói chuyện cùng hắn. Một ngày kia nếu nhìn thấy bản thể ta, giúp nó một chút sức lực. Mặc dù chỉ là tùy ý đáp ứng sự tình luyện tâm tháp, nhưng nếu nhìn thấy, Tiêu Phàm liền sẽ không thể không để ý. Huống chi, luyện tâm tháp còn rơi vào trong tay chiến thần điện. Luyện tâm tháp, còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào? Tiêu Phàm vận chuyển hồn lực, hét lớn một tiếng gầm này ẩn chứa thần long chi lực, xông thẳng vào luyện tâm tháp. Nhưng mà... Luyện tâm tháp căn bản bất phi sở động, thấy cảnh này, người chiến thần điện nhất thời khinh thường cười như điên, luyện tâm tháp là pháp bảo của điện chủ đại nhân, người một câu liền có thể điều khiển sao, thực sự là trò cười. Nơi xa khóe miệng mấy người Độc Cô Tướng Đình cũng giật một cái, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm có phương pháp trấn áp luyện tâm tháp đây, không nghĩ tới Tiêu Phàm lại dùng miệng nói. Nếu như có thể nói cho luyện tâm tháp ngừng lại, còn cần Tiêu Phàm làm cái gì? Bọn hắn cũng có thể làm được vậy. Tiêu Phàm cau mày một cái, đây là lúc trước sợi linh trí luyện tâm tháp chỉ hắn cách đánh thức luyện tâm tháp. Mấy ngàn hàng vạn năm trước, luyện tâm tháp rơi vào trong tay điện chủ chiến thần điện, không nguyện ý thần phục điện chủ chiến thần điện, khí linh nó phân ra liền rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như không có tác dụng, vậy hắn cũng không thể làm gì. Bất quá Tiêu Phàm tin tưởng, luyện tâm tháp thân làm đệ nhị lịch cổ thập đại thần binh. Khí linh khẳng định sẽ không tùy tiện liền bị chiến thần điện chủ luyện hóa. Thử ngâm đột nhiên một đạo kiếm khí màu đỏ xé rách hư không, chạm lên phía trên luyện tâm tháp, Tiêu Phàm lần thứ hai vận chuyển một tia tu la thiên địa chi uy quát, luyện tâm tháp, tỉnh lại. Thanh âm so với vừa rồi càng cường đại hơn mấy phần, sóng âm đáng sợ trùng kích bao phủ luyện tâm tháp, dưới cổ sóng âm khổng lồ trùng kích vào, luyện tâm tháp lại là vững như Thái Sơn. Ha ha! Tiểu tử này quá buồn cười rồi, không phải bị điên rồi chứ. Độc Cô Tuyệt, đây chính là viện thủ các ngươi tìm đến, ngươi là muốn cho hắn làm chúng ta cười đến chết sao? Có vẻ như tiểu tử này là tu la điện chủ thế hệ này, qua một lúc sau khi diệt Độc Cô gia tộc, vừa vặn lấy đi tính mệnh của hắn. Tu sĩ chiến thần điện nhìn không được la ầm lên, vừa rồi Tiêu Phàm đến làm hại bọn hắn còn khẩn trương, dù sao tu la điện chủ vô cùng nổi tiếng. Nhưng cử động của Tiêu Phàm lại làm cho mọi người buồn cười, luyện tâm tháp bị điện chủ chiến thần điện luyện hóa mấy ngàn năm, làm sao có thể bị người khác điều khiển. Nhưng mà, oanh, luyện tâm tháp đột nhiên rung rung mãnh liệt, huyết sắc xung quanh tàn phá bừa bãi, một cỗ lực lượng cuồng bá từ trên người hắn tản ra, hư không trực tiếp sụp đổ. Chuyện gì xảy ra, giờ khắc này, tiếu dung trên mặt một đám cường giả chiến thần điện trong nháy mắt ngưng kết lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Mấy người Độc Cô Tướng Đình cũng một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ luyện tâm tháp thực bị một câu Tiêu Phàm làm phản. Chỉ có bàn tử coi như bình tĩnh, tựa như đã sớm biết rõ kết cục. Tiêu Phàm thấy thế cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần luyện tâm tháp không nhận chiến thiên hạ bọn hắn trưởng khống, coi như nó có mạnh hơn thì có ích lợi gì. Cùng lúc, bọn Độc Cô Tuyệt thế nhưng là nắm giữ Cửu Dương Thần Lô, đột nhiên thôi động ở giữa, một cỗ khí thế đáng sợ trong nháy mắt nghiền ép lên đi. Không có khả năng, luyện tâm tháp đã bị điện chủ luyện hóa, ngươi làm sao có thể điều khiển nó? Chiến thiên hạ kêu to, khí huyết thể nội sôi trào không thôi. Vừa rồi bọn Độc Cô Tuyệt phản kích, kém chút làm bọn hắn bị ăn phải thiệt thòi lớn, cũng may luyện tâm tháp còn không có hoàn toàn thoát ly khống chế.
Nếu như cứ tiếp tục như thế này, bọn hắn thua cũng chỉ là sự tình sớm muộn mà thôi. Các vị tiếp tục, bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Tiêu Phàm vội vàng cấp Độc Cô Tuyệt bọn hắn động viên, hắn biết rõ, muốn nhường luyện tâm tháp khí linh hoàn toàn thức tỉnh, có thể không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm vừa rồi cũng là nói cho khí linh luyện tâm tháp hắn là Tu La Điện Chủ, khí linh luyện tâm tháp mới có thể cảm ứng, nhưng như thế còn xa xa không đủ. Trừ phi có thể làm cho khí linh luyện tâm tháp cảm nhận được một cỗ nguy cơ hủy diệt, chỉ cần khí linh tỉnh lại, đến thời điểm liền có thể tránh thoát ấn ký điện chủ chiến thần điện, không bị bọn hắn khống chế. Không cần Tiêu Phàm nhắc nhở, đám Độc Cô Tuyệt đã bắt đầu toàn lực ứng phó, nếu không còn gì để mất thì còn sợ gì nữa, bọn hắn rất rõ đạo lý này. Nơi xa, bọn Độc Cô Tướng Đình đã sớm nhìn đến trợn tròn mắt, ngay sau đó tất cả đều lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực thành công. Hắn xuất hiện, vẻn vẹn nói hai câu liền để các vị lão tổ Độc Cô gia tộc ở vào thế thượng phong, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn cũng sẽ không tin. Oanh long long, tiếng nổ vang long long không dứt, hư không bắt đầu vỡ nát, loạn lưu đáng sợ quét sạch bốn phương tám hướng, bên trong sơn cốc hiện ra một màn ánh sáng, gắt gao đem khí lãng áp chế tại bên trong sơn cốc. Tiêu Phàm đã thối lui đến ven rìa sơn cốc, tùy thời đều chuẩn bị trốn vào bên trong tiểu thiên địa, một khi bị khí lãng hung mãnh này đánh trúng, cho dù chiến thần cảnh đều không thể tiếp nhận được. Thực lực hắn mặc dù không tệ, nhưng tất nhiên không tiếp nhận được dạng công kích này. Đám bàn tử, tiểu kim càng thối lui ra ngoài mấy trăm dặm, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy động tĩnh trong sơn cốc, tiếng vang kia cực lớn, cho dù cách xa nhau như thế cũng làm cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Đây chính là chiến thần chi uy. Tu La huyết mạch thể nội Tiêu Phàm khuấy động, miễn cưỡng có thể ngăn cản cỗ kia uy áp, nhưng hắn thân hình cũng bị chấn lui. Luyện tâm tháp sao động bất an, tựa như đang cùng lực lượng nào đó vật lộn, huyết quang bạo phát, đem toàn bộ thiên khung đều nhuộm thành huyết sắc. Sắc mặt đám người chiến thiên hạ khó coi tới cực điểm, vốn cho là nắm giữ luyện tâm tháp liền có thể quét ngang tất cả địch nhân, không nghĩ tới dị biến lại lần lượt phát sinh. Phốc phốc, có mấy cái người chiến thần điện đã ngăn cản không nổi cửu dương thần lô chấn áp, trong miệng máu tươi cuồng phún, lực lượng dư ba đánh thẳng vào luyện tâm tháp. Có thể rõ ràng nhìn thấy, phía trên luyện tâm tháp xuất hiện từng đạo vết rách, thần sắc Tiêu Phàm vô cùng khẩn trương, hắn không muốn luyện tâm tháp bị hủy diệt như vậy. Ngay sau đó, bên trong luyện tâm tháp truyền đến từng đợt thanh âm gầm thét, cảm nhận được cỗ lực lượng kia, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Lui! Chiến thiên hạ rốt cục nhìn không được, dẫn đầu thối lui hướng về hậu phương, hắn biết sự tình đã triệt để thất bại. Không chỉ không diệt được Độc Cô gia tộc, còn vô cùng có khả năng bồi thêm luyện tâm tháp vào, bọn hắn sắp phải đối mặt với sự trừng phạt của điện chủ chiến thần điện. Những người khác nghe vậy làm còn dám do dự, tất cả mọi người không chút do dự rút lui, chớp mắt liền rời khỏi mấy trăm dặm, tốc độ cường giả chiến thần cảnh cao giai vô cùng khủng bố. Theo bọn hắn thối lui, trận pháp xung quanh sơn cốc cũng vỡ nát ra, màn sáng hóa thành vô số quang vũ bay vụt trong hư không, như là lưu tinh thiên thạch đánh tới bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm đứng mũi chịu sào phun ra một ngụm máu tươi, khí lãng đáng sợ kém chút chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của hắn, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt biến mất tại chỗ tiến vào bên trong tiểu thiên địa. Oanh, gần như đồng thời, cửu dương thần lô đập ầm ầm lên luyện tâm tháp, thanh âm vang dội. Giống như khai thiên tích địa, thanh thế cuồn cuộn đến cực điểm. Chỉ thấy liệt phùng phía trên luyện tâm tháp càng ngày càng nhiều, thiếu chút nữa thì bị chia năm xẻ bảy, lúc này, một vệt sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một đạo kim sắc lôi điện, dường như từ cửu tiêu đáp xuống, đem phiến thiên địa một phân thành hai, cuồng bá đến cực điểm. Lờ mờ có thể nhìn thấy. Bên trong kim sắc lôi điện chìm nổi một người nam tử trung niên mặc kim sắc chiến giáp, hắn long hành hổ bộ, hai đầu lông mày khí phách khiếp người, cả người lộ ra tư thế hiên ngang, uy chấn cửu tiêu. Chiến luân hồi, sắc mặt đám người Độc Cô Tuyệt âm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên không trung. Sâu kiến, thanh âm to lớn từ bên trong kim sắc lôi điện truyền ra, thanh âm giống như thần trung mộ cổ, đinh tai nhức óc. Chiến luân hồi, người cao cao tại thượng quen. Bây giờ cảm thấy tư vị thất bại như thế nào? Độc Cô Tuyệt không những không giận mà còn cười nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra,
đây chỉ là hình chiếu áo nghĩa chiến luân hồi mà thôi, còn không uy hiếp được tính mạng bọn họ, đương nhiên cũng không phải bọn hắn có thể khinh thường. Điện chủ chiến thần điện chiến luân hồi cường đại sớm đã xâm nhập lòng người, vạn năm đến đây ở trong mắt chiến luân hồi cũng chỉ có điện chủ tu la điện mới làm cho hắn xem trọng. Hừ, một kiện phế vật mà thôi, hủy cũng được. Chiến luân hồi hừ lạnh một tiếng, đưa tay đập một bàn tay xuống, mục tiêu khóa chặt luyện tâm tháp. Có lẽ cũng chỉ có cường giả như chiến luân hồi mới không xem trọng luyện tâm tháp, xếp hạng thứ hai lịch cổ thập đại thần binh, luyện tâm tháp đáng sợ đến cỡ nào, mọi người đều hiểu rõ. Phế vật, chiến thần điện ngươi có bao nhiêu phế vật như thế, có bao nhiêu, ta thu bấy nhiêu. Độc cô tuyệt cười lạnh một tiếng, một mình một người nắm lấy cửu dương thần lô xông lên. Hắn không hy vọng luyện tâm tháp hủy ở trong tay chiến luân hồi, thần binh này đối với bọn hắn mà nói có tác dụng vô cùng lớn. Tốc độ độc cô tuyệt mặc dù nhanh nhưng chiến luân hồi xuất thủ càng nhanh hơn, trưởng cương kia trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh luyện tâm tháp, trên mặt chiến luân hồi cũng hiện ra một vòng tiếu dung. Nhưng mà, lúc trưởng cương kia sắp oanh trúng luyện tâm tháp đột nhiên quỷ dị biến mất. Con người chiến luân hồi sắc bén liếc nhìn hư không, tựa như xuyên thủng tất cả, cuối cùng dừng lại ở một góc trong sơn cốc, đưa tay đánh ra một đạo lôi điện hướng về nơi kia. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trong hư không rơi xuống, thân ảnh kia tự nhiên là Tiêu Phàm, hắn nhấc chân liền chạy. Rất hiển nhiên vừa rồi hắn nấp ở bên trong tiểu thiên địa cướp đi luyện tâm tháp gần như phá toái, chỉ nơi hắn ẩn thân bị chiến luân hồi nhìn thấu mà thôi. Tiêu Phàm có loại cảm giác dù là hắn ẩn thân bên trong tiểu thiên địa, chiến luân hồi cũng có thể một kích lấy mạng hắn, đây chính là chênh lệch thực lực. Nhìn thấy đạo lôi điện kia gào thét tới, da đầu Tiêu Phàm đều muốn nổ tung, sống lưng cảm giác có chút sau phát lạnh, tựa như là bị một đầu độc xà tiếp cận. Bảo hộ Tiêu tiểu huynh đệ, Độc Cô Tuyệt hét lớn, đáng tiếc hắn cách nhau quá xa, căn bản không kịp cứu viện. Lúc này, mấy người Độc Cô gia tộc khác thấy thế liền nghĩa vô phản cố ngăn khuất trước người Tiêu Phàm, không chỉ bởi vì Tiêu Phàm là tu la điện chủ, hơn nữa vì muốn trả cho Tiêu Phàm mấy lần cứu bọn hắn. Trong chớp mắt, tứ đại chiến thần cảnh gần Tiêu Phàm nhất ngăn khuất đạo lôi điện kia, chiến kỹ đáng sợ ầm ầm xuất hiện. Phanh 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 phanh, bốn tiếng tiếng vang, tứ đại chiến thần cảnh Độc Cô gia tộc trực tiếp bị lôi điện chi lực bắn bay. Phải biết, bốn người đều là chiến thần cảnh cao giai, tại trước mặt hình chiếu áo nghĩa chiến luân hồi, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nếu vậy bản thể chiến luân hồi lại cường đại đến mức nào đây? Không đợi đám người lấy lại tinh thần, tốc độ đạo lôi điện kia không giảm mảy may, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm. Lần này, lại có ai có thể cứu được Tiêu Phàm đây? Mắt thấy đạo lôi điện kia sắp bắn trúng Tiêu Phàm, tim tất cả mọi người đều nhấc đến cổ họng, chẳng lẽ Tiêu Phàm thật chết ở chỗ này? Lão Tam, bàn tử tê tâm liệt phế kêu to, điên cuồng hướng về vị trí sơn cốc phóng đi. Hắn tưởng là Tiêu Phàm gọi luyện tâm tháp tỉnh lại cũng đủ để đánh bại bọn chiến thiên hạ, làm sao nghĩ đến bên trong luyện tâm tháp còn có một đạo hình chiếu áo nghĩa chiến luân hồi. Hơn nữa, thực lực hình chiếu áo nghĩa quá cường hãn, dù là Độc Cô Tuyệt cũng chưa hẳn là đối thủ. Đáng tiếc, bọn hắn cách nhau quá xa, dù là ngay tại bên cạnh Tiêu Phàm cũng không có khả năng cứu được hắn, tối đa cũng chỉ chết chung với Tiêu Phàm mà thôi. Nơi xa, Tiêu Phàm mồ hôi đầm đìa. Hắn muốn mượn nhờ thiên cơ đồ thoát khỏi nơi đây, nhưng mà không gian đều đã bị phong tỏa rồi. Hắn vội vàng lấy ra càn khôn định thiên đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu, đây có lẽ là cơ hội duy nhất giúp hắn chống đỡ đạo công kích kia. Lịch cổ thập đại thần binh xếp hạng đệ tam càn khôn định thiên đỉnh. Đám người kinh hô, bọn hắn cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Càn khôn định thiên đỉnh dù sao cũng là lịch cổ đệ tam thập đại thần binh, có lẽ thật có thể cứu Tiêu Phàm một mạng. Trong lòng đám người cũng cực kỳ không bình tĩnh, hôm nay vậy mà nhìn thấy bốn kiện thần binh đứng đầu trong lịch cổ thập đại thần binh, đây chính là sự tình vô cùng hiếm thấy. Chiến luân hồi lóe qua vẻ kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ khinh thường, chỉ có thần binh, nếu không thể phát huy ra lực lượng thì dùng để làm gì? Nếu như một kiện thần binh liền có thể ngăn cản một kích của hắn, vậy hắn còn tu luyện để làm gì? Bất an trong lòng Tiêu Phàm không giảm mảy may. Hắn biết càn khôn định thiên đỉnh cũng không có khả năng cứu được mạng hắn. Trong lúc bất đắc dĩ, Tiêu Phàm chỉ có thể đem linh hồn một phân thành hai, một nửa linh hồn khác bị hắn đưa vào bên trong không gian bí cảnh Tu La Điện.
nắm giữ linh hồn phân thân, hắn muốn sống sót vẫn có cơ hội, chỉ là nhục thân thì không dám chắc. Phàm Nhi, đi vào. Đột nhiên một tiếng quát nhẹ truyền ra, chỉ thấy xung quanh Tiêu Phàm xuất hiện một đạo gợn sóng, đó là một cái vòng xoáy nhỏ bé. Nghe thấy thanh âm này, Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi, cắm đầu vào hư không gợn sóng, cả người tựa như trở nên trong suốt. Hô một tiếng, lôi điện từ trên người Tiêu Phàm xẹt qua, quỷ dị là Tiêu Phàm tựa như không tồn tại ở mảnh thời không này, lôi điện chi lực căn bản không làm gì được hắn. Oanh, một tiếng nổ vang, sông núi phía sau Tiêu Phàm nổ nát vụn, một ngọn núi trực tiếp nổ tung, bụi bặm đầy trời, toái thạch bay vụt, cả phiến thiên địa đều giống như đang sụp đổ. Lão Tam, mấy tức sau, Bàn Tử toàn lực chạy tới, bị cỗ sóng xung kích đáng sợ kia đánh bay, sắc mặt ửng hồng, hắn hai mắt đỏ bừng, toàn thân đan xen bạch sắc lôi điện đáng sợ, so sánh với tử sắc lôi điện đều muốn bá đạo hơn mấy phần. Lôi linh chi thể, phía trên chân trời. Còn người chiến luân hồi bỗng nhiên rơi vào trên người Bàn Tử, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Lôi linh chi thể thuộc về một loại tiên thiên thể chất, thiên sinh có thể trưởng khống lôi điện, hơn nữa lôi điện phát ra chính là loại bạch sắc lôi điện này. Đột nhiên, chiến luân hồi đưa tay đánh ra một đạo lôi điện trưởng cương hướng về vị trí Bàn Tử, dạng thiên tài này, chiến luân hồi sẽ không để cho hắn trưởng thành. Đừng tổn thương sư đệ ta, lần này Độc Cô Tuyệt đã sớm chuẩn bị. Cầm Cửu Dương Thần Lô trong tay ngăn khuất trước người Bàn Tử, trực tiếp đem đạo lôi điện trưởng cương kia đánh bay. Cường giả chiến thần cảnh khác của Độc Cô gia tộc cũng nhao nhao xuất hiện ở phụ cận, bảo hộ Bàn Tử ở sau lưng. Đồng thời, chiến thiên hạ đối diện nhao nhao xuất hiện ở bên cạnh hình chiếu chiến luân hồi, lạnh lùng nhìn xuống đám người Độc Cô gia tộc. Chiến luân hồi, người hiện tại không nhịn được muốn xuất thủ sao? Đột nhiên! Bên trong bụi bặm đầy trời truyền đến một đạo thanh âm già nua, ngay sau đó hai đạo thân ảnh đi ra. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, trong mắt mọi người lóe qua vẻ ngạc nhiên, Bàn Tử càng kích động kêu to lên, lão Tam, ngươi không có việc gì. Nếu như không phải lão sư, kém một chút ta thực không gặp được các ngươi nữa. Tiêu Phàm cười khổ nói, đứng ở bên cạnh hắn là một lão giả, chính là Bác Lão. Nếu như không phải Bác Lão thời khắc mấu chốt xuất thủ. Đưa Tiêu Phàm vào một vùng không gian khác, một kích của chiến luân hồi cũng đủ để đánh hắn thành cho bụi. Bác Lão, ngài làm sao ở chỗ này? Bàn Tử kinh ngạc nhìn Bác Lão nói. Ta là truy tung tử vô danh đến nơi này, cảm nhận được thần lực bên này ba động liền đuổi tới nhìn xem. Bác Lão cười nhạt một cái nói, vẫn là bộ dáng hòa ái dễ gần. Bất quá Tiêu Phàm cùng Bàn Tử lại cảm giác khí tức trên người Bác Lão thập phần phiêu miểu. Liền bọn hắn đều nhìn không thấu mảy may, phải biết, hai người đã đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, liền bọn hắn đều nhìn không thấu, vậy tu vi Bác Lão đã đến cấp độ nào rồi? Chiến thần cảnh, Tiêu Phàm cùng Bàn Tử nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ chấn động nồng đậm, ở nơi này thần linh chi khí thiếu thốn, niên đại thần thạch hiếm thấy, đột phá chiến thần cảnh gian nan biết bao nhiêu. Nhưng là Bác Lão làm được, đủ để có thể thấy thiên tư Bác Lão cường đại. Đây cũng là người thứ hai Tiêu Phàm nhìn thấy, ở niên đại vô thần có thể dựa vào năng lực chính mình đột phá chiến thần cảnh, người thứ nhất chính là Hề Lão. Bắc thần gia tộc, là người hủy đệ tam lôi thân của ta. Còn người băng lãnh của chiến luân hồi rơi vào trên người Bác Lão, trong đôi mắt hắn tựa như có sự kiêng kỵ sâu đậm đối với người Bắc thần gia tộc. Còn muốn ta hủy hình chiếu áo nghĩa này luôn sao? Ngữ khi Bác Lão đạm nhiên, tựa như cùng một lão bằng hữu nói chuyện. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt đám Độc Cô Tuyệt đều rơi vào trên người Bác Lão, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi Bác Lão, chỉ là mới vào chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, coi như hắn là người Bắc thần gia tộc cũng vô pháp chống lại hình chiếu áo nghĩa chiến luân hồi. Nhưng bộ dáng Bác Lão lại không giống như đang nói đùa, điều này nói rõ hắn quả thật có năng lực này. Chiến thần cảnh trung kỳ nho nhỏ nói khoác mà không biết ngượng. Chiến luân hồi còn chưa mở miệng. Chiến thiên hạ đã cực kỳ khinh thường quát to. Chiến thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm cùng Bàn Tử trợn to hai mắt nhìn Bác Lão, trong mắt đều là vẻ không thể tin được, lúc này mới qua mấy năm mà thôi, Bác Lão vậy mà không chỉ đột phá đến chiến thần cảnh mà còn đột phá đến chiến thần cảnh trung kỳ, thiên phú này cũng quá đáng sợ rồi. Lão sư hậu tích bạc phát, đột phá chiến thần cảnh trung kỳ cũng không phải là sự tình khó khăn gì, chỉ là không biết là chiến thần mới biến. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, nội tâm hắn lại tràn ngập khát vọng,
khát vọng mình có thể mau chóng đột phá chiến thần cảnh. Phàm nhi, ứng phó người như vậy ngươi nên. Bác lão không những không giận mà còn cười, tựa như đang dạy bảo Tiêu Phàm, nói trực tiếp dùng một bàn tay đánh lên. Dứt lời, bác lão làm ra một cái động tác tùy ý vung tay, liền tựa như đánh một bàn tay hướng về chiến thiên hạ. Đám người lộ ra vẻ cổ quái, cách nhau xa như vậy, đừng nói bác lão chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ, dù hắn là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đánh tới chiến thiên hạ. Bác thần gia tộc liền tự cho là chiến thiên hạ khịt mũi coi thường, trên mặt đều là tiếu dung trào phúng. Nhưng mà, ba, lời còn chưa dứt, một cỗ hàn ý đáng sợ trong nháy mắt bao phủ hắn, một vệt sáng lóe qua hư không, hung hăng quất vào trên mặt chiến thiên hạ, cả người bay ngược ra. Thanh âm không phải rất lớn, nhưng lại giống như một đạo tiếng sấm quanh quẩn ở bên tai đám người, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn bác lão, trong miệng đủ để nhét một quả trứng vịt. Trong lòng tất cả mọi người đều có nghi hoặc, bác lão rõ ràng chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ, làm sao có thể đánh tới chiến thiên hạ. Chẳng lẽ còn có những người khác âm thầm xuất thủ, người ở đây nếu như nói có ai thấy rõ, vậy cũng chỉ có Tiêu Phàm, dù là chiến luân hồi cũng là hồi sau mới minh bạch xảy ra chuyện gì. Lão sư, người đột phá cấp thủy tổ, Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi, thần sắc vô cùng kích động. Cấp thủy tổ, đây chính là hồn điêu sư trong truyền thuyết, cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được, bác lão vừa mới cách không đánh chiến thiên hạ tung bay. Trong một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác được thời không biến ảo, hơn nữa ẩn chứa lực lượng thời không áo nghĩa, tuyệt đối là hồn điêu sư cấp thủy tổ mới có thể thi triển ra được. Bản tôn muốn giết ngươi. Không đợi bác lão trả lời, thanh âm phẫn nộ vang lên, chiến thiên hạ gào thét một tiếng chuẩn bị hướng về vị trí Tiêu Phàm vào tới. Bên trái đánh một bàn tay, bên phải cũng phải đánh một bàn tay mới có thể cân bằng. Bác lão cười nhạt một tiếng, ống tay áo lại vung lên. Lần này chiến thiên hạ kịp chuẩn bị, lực lượng phát ra, hư không vỡ nát, đề phòng bác lão. Bác lão mặc dù không muốn mạng hắn, nhưng đường đường phó điện chủ chiến thần điện, cường giả chiến thần cảnh cấp cao, lại bị một cái tu sĩ thấp giai tát một phát, với hắn mà nói, so chết còn phải khó chịu hơn. Ba, nhưng một tiếng vang giòn lại truyền ra, một bàn tay vô hình hung hăng quất vào một bên khác trên mặt chiến thiên hạ, khóe miệng chiến thiên hạ tràn ra một tia máu tươi. Sắc mặt co rúm. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh hãi nhìn bác lão. Đây chính là cường giả chiến thần cảnh cấp cao, lại bị một tên tu sĩ chiến thần cảnh trung kỳ đánh, quất liên tiếp hai bàn tay. Thời không áo nghĩa, lão sư lĩnh ngộ thời không áo nghĩa. Trong lòng Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi, muốn lĩnh ngộ thời không áo nghĩa gian nan biết bao. Nhưng bác lão vậy mà thực làm được, hơn nữa lĩnh ngộ còn rất sâu. Không giống như vừa mới tiếp xúc đến áo nghĩa. Tiêu Phàm rốt cục minh bạch, nguyên lai chiến thần cảnh cũng có thể vượt giai chiến đấu. Bất quá hắn trong lúc nhất thời có chút mê mang, bản thân sẽ lĩnh ngộ áo nghĩa gì đây? Tu la áo nghĩa, lấy sát nhập đạo, lĩnh ngộ vô thượng sát lục áo nghĩa. Hay là lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, sinh tử vi tôn, đạp vào con đường trường sinh. Tiêu Phàm biết hắn phải làm đưa ra lựa chọn, đột phá chiến thần cảnh. Nhất định phải lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, mà áo nghĩa cần tinh, không cần nhiều. Lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa, thực lực tất nhiên tăng lên, nhưng có thời điểm lĩnh ngộ một loại áo nghĩa còn mạnh hơn người lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa. Mấu chốt vẫn là ở bản thân. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, hắn tựa như bắt được cái gì, nhưng lại không phải rất rõ ràng, nhưng hắn biết vô luận lĩnh ngộ cái gì, chỉ cần lực lượng bản thân đủ mạnh liền nhất định không phải là kẻ yếu. Đây là bài học cuối cùng mà Túy Ông dạy cho Tiêu Phàm, mỗi lần đến thời điểm mê mang, Tiêu Phàm đều sẽ hồi tưởng lại, giúp hắn tìm tới chính đồ, được lợi cả đời. Còn chưa cút sao, thanh âm bác lão tiếp tục vang lên, hắn ngẩng đầu quét chiến luân hồi một cái. Sắc mặt chiến luân hồi âm tình bất định, vạn năm đến nay, trừ Tu La Điện Chủ, còn chưa bao giờ có người dám không nhìn hắn như thế, việc này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà hắn lại không dám xuất thủ, cũng không phải sợ bác lão, mà là lo lắng bị bác lão đánh một bàn tay, bởi vì cỗ lực lượng kia ngay cả hình chiếu áo nghĩa cũng không thể ngăn cản được. Nếu như đường đường điện chủ chiến thần điện, ngay trước mặt nhiều người như vậy bị ta người đánh mặt, vậy hắn quả thật mất hết thể diện rồi. Ngươi rất tốt, chiến luân hồi nghiến răng nghiến lợi,
lôi điện chi lực quanh thân cuồng bạo vô cùng, có thể thấy hắn giờ phút này vô cùng phẫn nộ, sau đó phất phất tay nói, lui. Chiến Thiên Hạ bụng mặt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Bác Lão, hắn mặc dù không cam tâm nhưng cũng không dám tiếp tục làm càn. Dù sao, cỗ hình chiếu áo nghĩa chiến luân hồi không kiên trì được bao lâu, một khi biến mất, người chiến thần điện nhất định sẽ bị bọn Độc Cô Tuyệt vây công, đến thời điểm đó đoán chừng mấy người không thể yên ổn rời đi được. Đi, Chiến Thiên Hạ dẫn đầu hướng về chân trời bay đi, những người khác tự nhiên không dám do dự, liền Chiến Thiên Hạ đều bị đánh hai bàn tay, bọn hắn lưu lại đoán chừng cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngày khác bản điện chủ nhất định đích thân tới nơi đây. Thanh âm băng lãnh của chiến luân hồi quanh quẩn tại không trung cổ địa, vang vọng khắp nơi. Tùy thời cung nghênh, Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nói, chiến luân hồi mặc dù cường đại, một đạo hình chiếu áo nghĩa cũng đủ để hủy diệt Độc Cô gia tộc, nhưng hắn vẫn sẽ không thua khí thế. Hừ, chiến luân hồi hừ lạnh một tiếng, hình chiếu áo nghĩa bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một trận hồn lực ba động quét sạch tứ phương. Sau một khắc, tất cả mọi người ở đây hít sâu mấy hơi, suy nghĩ bình phục lại, bọn hắn đều đã chuẩn bị chiến đấu, thậm chí chuẩn bị đối mặt với tử vong. Còn tốt, chiến luân hồi áo nghĩa hình chiếu rốt cục không kiên trì nổi, tiêu tán, rốt cục có thể tạm thời tránh cho một trận chiến này. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện, bản thân sớm đã mồ hôi đầm đìa, lông tơ dựng đứng. Phần lớn người vô cùng trầm trọng, chiến luân hồi đã lên tiếng, chân thân hắn sẽ tự mình đến đây, hình chiếu áo nghĩa đã khủng bố như thế, nếu như chân thân hắn đến sẽ như thế nào đây? Đám người không cách nào tưởng tượng. Ngược lại Bác Lão đạm mạc cười nói, lời nói chiến luân hồi mọi người đừng đặt ở trong lòng, hắn nói chuyện giống như đánh giấm thôi. Đám Độc Cô Tuyệt cổ quái nhìn Bác Lão, chỗ sâu đáy mắt cũng có một tia kiêng kỵ, nhưng càng nhiều sự kinh ngạc hơn. Một tu sĩ chiến thần cảnh trung kỳ, tát Chiến Thiên Hạ hai bạt tai, bức hình chiếu áo nghĩa chiến luân hồi đi, đây là chuyện người bình thường không thể nào làm được. Lần trước hủy một bộ lôi thân của hắn, hắn nói nhất định phải giết ta. Ta hiện tại không phải vẫn đang sống tốt sao? Bác Lão khẽ mỉm cười nói. Nghe Bác Lão nói như thế, đám người lúc này mới giãn lông mày ra, chỉ ít trong thời gian ngắn chiến luân hồi sẽ không thực sự giáng lâm. Vị sư huynh kia, Cửu Dương Thần Lô có thể trả cho ta chưa? Đột nhiên, Bàn Tử Hợp thời mở miệng nói, hắn đem Cửu Dương Thần Lô đưa cho Độc Cô Tuyệt, sợ hắn không trả. Nếu như không phải vì ứng phó chiến thần điện, Bàn Tử cũng sẽ không cho bọn hắn mượn. Độc Cô Tuyệt có chút do dự, cuối cùng nhìn Tiêu Phàm một cái, vẫn là hết sức không nỡ trả Cửu Dương Thần Lô cho Bàn Tử, Bàn Tử không chút do dự thu hồi Cửu Dương Thần Lô lại. Hắn chỗ nào không biết, nếu như không phải có Tiêu Phàm, Độc Cô Tuyệt đoán chừng thật đúng là không trả lại. Lúc này, Tiêu Phàm cũng đột nhiên lấy ra một tờ giấy, nhìn về phía vừa Độc Cô Vô Trần mới chạy tới nói, đúng rồi, Độc Cô gia chủ. Các ngươi cũng nên trả thù lao cho ta đi. Trả thù lao gì? Độc Cô Vô Trần nghi hoặc không hiểu, bất quá khi hắn nhìn thấy tờ giấy trên tay Tiêu Phàm, sắc mặt lập tức âm trầm, sau đó hung hăng chừng Độc Cô Tướng Đình một cái. Độc Cô gia chủ, đây là giấy trắng mực đen, ngươi sẽ không? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Độc Cô Vô Trần thầm mắng không thôi, đây chính là 20 kiện thần binh đó, ngươi nhất định đang dùng công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng hắn lại không dám trắng trợn nói ra, dù sao 20 kiện thần binh này đã cứu mệnh mấy vị lão tổ Độc Cô gia tộc hắn. Chẳng lẽ mệnh mấy vị lão tổ còn không bằng 20 kiện thần binh hay sao? Làm sao, Độc Cô gia tộc còn thiếu thần binh sao? Việc này ta làm chủ, trở về cho Tiêu tiểu huynh đệ 30 kiện thần binh, không nói nhiều, tìm vật liệu đến, lão hủ tự mình luyện chế. Không đợi Độc Cô Vô Trần mở miệng, Độc Cô Tuyệt liền thập phần quyết đoán nói. 30 kiện, phụ tử Độc Cô Vô Trần ngậm miệng không nói gì, Độc Cô Tướng Đình càng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trước đó Tiêu Phàm đã nói qua, nếu như lão tổ bọn hắn khai tâm sẽ cho hắn 30 kiện. Có ý kiến gì không? Độc Cô Tuyệt cau mày một cái. Mà Tiêu Phàm lại là híp mắt cười, hắn tự nhiên biết rõ Độc Cô Tuyệt cho 30 kiện thần binh, thứ nhất là cảm tạ Tiêu Phàm, thứ hai chính là kéo quan hệ với Tiêu Phàm. Không có. Độc Cô Vô Trần vội vàng mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Độc Cô Tuyệt hài lòng gật đầu, sau đó cười nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu huynh đệ, hiếm khi đến Độc Cô gia tộc một lần, bồi ta uống vài chén nhé.
Tiêu Phàm, lần này ta xem ngươi chạy chỗ nào. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đáp ứng, nhưng chân trời đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh gầm thét. Tiếng hét phẫn nộ bất ngờ vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, Độc Cô Tuyệt cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích. Mà những người khác lại ngưng trọng vô cùng, dám đuổi tới nơi này trắng trợn muốn giết Tiêu Phàm, thực lực hắn khẳng định sẽ không thấp đi. Nghe thấy thanh âm kia, Tiêu Phàm lại lộ ra vẻ cổ quái, thanh âm này thực sự quá quen thuộc, nửa ngày trước hắn còn nghe qua mà. Sau một sát na, một điểm đen trong mắt đám người nhanh chóng phóng đại, mấy hơi thở, một đạo thân ảnh áo đen bỗng nhiên xuất hiện ở trên không trung, lạnh lùng quan sát phía dưới. Hắc y nhân quét liếc chung quanh, nơi này rõ ràng là phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt, bất quá hắn vẻn vẹn cau mày một cái, liền đáp ở trước mặt phía dưới đám người. Nhìn sơ qua một lượt hắn phát hiện, khí tức cường đại nhất cũng chỉ có mấy cái tên chiến thần cảnh sơ kỳ, mà bọn Tiêu Phàm đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Mấy chiến thần cảnh sơ kỳ dĩ nhiên chính là Chọc Thiên Hồng, Kim Giáp cùng Thị Huyết. Về phần đám người Bắc Lão, Độc Cô Tuyệt, nhìn qua căn bản không có tu vi gì, Hắc Y Nhân cũng không có đặt ở trong lòng. Cuối cùng, con người hắn rơi vào trên người Tiêu Phàm, ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết, nói Tiêu Phàm, còn chưa cút tới nhận lấy cái chết, muốn bản thần đại khai sát giới sao. Nghe thấy thanh âm này, đám Độc Cô Tuyệt đều lộ ra vẻ cổ quái, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Phàm. Mà Độc Cô Vô Trần chờ người Độc Cô gia tộc, lại nhíu lông mày lại, kinh ngạc nhìn Hắc Y Nhân, tên gia hỏa này là ai, cũng dám không nhìn lão tổ bọn hắn. Chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn chiến thiên hạ, hay là nói, hắn đã có thể so với hình chiếu áo nghĩa chiến luân hồi. Thế nhưng khí tức trên người Hắc Y Nhân phát ra rõ ràng không có cường đại như đám người chiến thiên hạ, hay là nói người này cố ý ẩn tàng khí tức bản thân. Chiến thiên cửu, người thật đúng là kiên nhẫn, đều truy đến nơi đây. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Hắc Y Nhân, người tới không phải là ai khác mà chính là chiến thiên cửu đuổi giết hắn. Nếu như là tại địa phương khác, Tiêu Phàm có lẽ còn muốn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là nơi này, tùy tiện tìm người đều có thể bóp chết chiến thiên cửu hắn. Sắp chết đến nơi còn cười được, chiến thiên cửu mặt âm trầm, hắn hận thấu xương Tiêu Phàm, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Sắp chết đến nơi, ngươi xác định, Tiêu Phàm cổ quái nhìn chiến thiên cửu, tên gia hỏa này thật đúng là tùy tiện, dám ở trước mặt cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, nói Tiêu Phàm hắn sắp chết đến nơi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này ba tên chiến thần cảnh sơ kỳ người có thể cứu được ngươi? Hay là nói những tu sĩ chiến thánh cảnh có thể giết được ta? Chiến thiên cửu khinh thường nói. Hắn lần nữa đánh giá xung quanh, phát hiện bên trong những người này vẫn chỉ có ba tên chiến thần sơ kỳ. Trong tay ba tên chiến thần sơ kỳ diệt sát Tiêu Phàm còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Giao hồn thiên tinh hỏa toa ra, ta cho ngươi chết thống khoái, bản tôn cao hứng còn có thể tha bọn hắn một cái mạng chó. Ta nghĩ điện chủ đại nhân sẽ không làm khó bọn hắn. Chiến thiên cửu cực kỳ tùy tiện nói. Trong lòng hắn đã có chút lửa nóng, chỉ cần đoạt lại hồn thiên tinh hỏa toa, chém giết Tiêu Phàm, đây chính là lập đại công cho chiến thần điện. Điện chủ đại nhân nhất định sẽ ban thưởng cho hắn. Phốc nghe nói như thế, hai tiểu gia hỏa Sở Phiền cùng Thạch Thánh cũng nhịn không được nữa cười ra. Những người khác cũng lộ ra vẻ đăm chiêu, nhìn chiến lão cửu giống như nhìn kẻ ngu, bọn hắn cũng rốt cục biết rõ, người này lại là người chiến thần điện. Ngươi chẳng lẽ không biết, vừa rồi phó điện chủ các ngươi đều bị ăn hai bạt tay sao, thậm chí ngay cả điện chủ chiến thần điện đều chạy. Ngươi một tên chiến thần cảnh trung kỳ cũng dám đến nơi này phách lối. Lão đầu, ngươi không phải là từ trong cái hang nào đi ra chứ? Sở Phiền hoàn toàn nhịn không được, cười chào phúng nói, hắn và Thạch Thánh đều là sợ thiên hạ không loạn. Ta thấy không phải, hắn nhất định là thần công đại thành, tự cho là vô địch thiên hạ, cho nên muốn đi ra khoe khoang một chút. Thạch Thánh cũng vội vàng phụ họa nói. Người như vậy thường thường đều chết rất nhanh. Ta khẳng định hắn sống không quá một nén nhang. Sở Phiền lại nói. Làm gì đến một nén nhang, đoán chừng nửa chén trà nhỏ đều sống không được, còn phải nhìn tâm tình Tiêu lão đại. Thạch Thánh cười khẩy nói. Sắp chết đến nơi còn cười như vậy sao? Chiến thiên cửu phẫn nộ nhìn Sở Phiền và Thạch Thánh, bị hai chiến thánh cảnh mỉa mai làm cho hắn không biết xả giận nơi nào. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên, chiến thiên cửu,
lần trước tại Lâu Lan cổ địa gặp ngươi, ngươi có biết đã qua bao lâu rồi không? Đã qua một năm rồi, trong một năm này sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Chiến lão cửu mặt âm trầm, hắn rốt cục ý thức được có chút không thích hợp, nhưng chỗ nào không thích hợp hắn lại không biết. Đã ngươi không giao hồn thiên tinh hỏa toa, vậy bản tôn tự mình tới cầm. Chiến thiên cửu gầm thét một tiếng, liền hướng lấy Tiêu Phàm phóng đi. Chọc thiên hồng, ta muốn cùng độc cô tiền bối uống rượu, nơi này giao cho các ngươi. Nhìn thấy chiến thiên cửu đánh tới, Tiêu Phàm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại quay người nhìn về phía bọn Chọc thiên hồng một bên. Vâng, chủ nhân, Chọc thiên hồng, Kim Giáp cùng Thị Huyết ba người cung kính, một mặt cười lạnh nhìn chiến thiên cửu. Tiêu lão đệ, làm sao để loại người này quấy rầy nhã hứng của chúng ta được? Độc cô tuyệt cười cười, sau đó nháy mắt hướng về phía một người độc cô gia tộc. Một người trong đó bỗng nhiên phóng lên tận trời, lúc xuất hiện lần nữa đã ở phụ cận chiến thiên cửu, một tay gắt gao bóp lấy cổ của chiến thiên cửu. Làm sao có thể, sắc mặt chiến thiên cửu kìm nén đến đỏ bừng, hai mắt vằn vện tia máu, bên trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Ta là chiến thần cảnh trung kỳ, toàn bộ chiến hồn đại lục có mấy người là đối thủ của ta, ta không phải có thể quát tháo phong vân, quét sạch tứ phương sao? Làm sao lại bị người ta xách như con gà, hơn nữa còn không có sức phản kháng gì? Tất cả những thứ này, hoàn toàn phá vỡ sự nhận biết của chiến thiên cửu, thực lực có thể miểu sát hắn, chí ít cũng là chiến thần cảnh hậu kỳ đi, thậm chí có thể là chiến thần cảnh đỉnh phong. Hắn rốt cục minh bạch vì sao không nhìn thấu tu vi những lão đầu kia, bởi vì tu vi bọn họ cao hơn hắn, dưới tình huống ẩn giấu thần lực ba động, hắn làm sao có thể nhìn thấu được. Chiến thiên cửu tâm muốn chết đều có, đáng tiếc hối hận căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn muốn giết Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha cho hắn đây. Tiêu huynh đệ, gia hỏa này xử trí như thế nào? Cường giả độc cô gia tộc bắt lấy chiến thiên cửu hỏi. Đa tạ. Tiêu Phàm chắp tay một cái, sau đó nhìn về phía Chọc Thiên Hồng, nói, đây chính là huyết khí chiến thần cảnh trung kỳ, đừng lãng phí. Vâng, chủ nhân, Chọc Thiên Hồng kinh hỉ, nhanh chóng xông lên, chiến thần cảnh trung kỳ đối với hắn mà nói là vật đại bổ, cho dù không thể khôi phục thần giai trung kỳ, chí ít cũng có thể khôi phục lại thần giai sơ kỳ đỉnh phong. Đi, đi uống rượu, hôm nay không say không về. Độc cô tuyệt cười lớn một tiếng. Làm một cái thủ thế mời. Không say không về, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn đều chẳng muốn nhìn chiến thiên cửu một cái, đối với địch nhân, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không nhân từ nương tay. Mấy người vừa mới rời đi, hậu phương liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của chiến thiên cửu, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Giết chết chiến thiên cửu đối với Tiêu Phàm mà nói chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, dù là không cần độc cô gia tộc xuất thủ. Người khác cũng đủ để ứng phó với chiến thiên cửu. Đêm đó, đám người Tiêu Phàm được độc cô gia tộc nhiệt tình chiêu đãi, điều này cũng làm cho bọn Tiêu Phàm có chút không thích ứng. Là tu sĩ, Phàm biết được Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, ai không phải tránh như bọ cạp, nhiệt tình khoản đãi giống như độc cô gia tộc là lần đầu bọn hắn thấy. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm yên tâm không ít, độc cô gia tộc có lẽ giống như La Sinh Môn Chủ nói. Chính là một trong minh hữu tối kiên định của Tu La Điện. Tiêu Phàm không có tận lực phòng bị cái gì, độc cô gia tộc nếu quả thật muốn đối phó hắn, đoán chừng đã sớm động thủ, không cần thiết tốn nhiều công sức như vậy. Qua ba lần rượu, độc cô vô trần mang theo độc cô tướng đình, bưng chén rượu đi đến Tiêu Phàm trước mặt, hít sâu một cái nói, Tiêu Điện Chủ, khuyển tử có chỗ đắc tội, xin rộng lòng tha thứ. Dứt lời. Độc cô vô trần cùng độc cô tướng đình nâng cốc rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, gật đầu ra hiệu một cái, cũng bưng lên một ly rượu, nhẹ khẽ nhấp một cái, nhất tiếu bỏ ân cừu. Sau một khắc, độc cô tướng đình cảm giác đầu nhẹ nhõm, hơi hơi thi lễ đối với Tiêu Phàm nói, đa tạ. Tiêu Phàm cũng không nói thêm cái gì, bây giờ hắn sớm đã đem ánh mắt nhìn càng xa, có thể cùng độc cô gia tộc trở thành minh hữu. Cũng là sự tình làm hắn vui lòng. Độc cô tướng đình thiên phú không tồi, có lẽ tương lai còn có cơ hội đứng ở cùng chiến tuyến, Tiêu Phàm tự nhiên bỏ đi khống chế đối với hắn. Đám độc cô tuyệt ẩn ẩn đoán được cái gì, bất quá cũng không có vạch trần, bọn hắn cũng không nguyện ý đối địch với Tiêu Phàm. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, đám người Tiêu Phàm được độc cô tướng đình đưa đến tiểu viện sớm đã chuẩn bị kỹ càng,
sau khi Độc Cô Tướng Đình rời đi, bên trong tiểu viện chỉ còn lại Bác Lão, Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiểu Kim và người của mình. Lão sư, người thực sự là vì truy tìm Tử Vô Danh mới đi tới nơi này. Toàn thân Tiêu Phàm chấn động, chênh choáng trong nháy mắt tán đi, tinh thần cả người trở nên hăng hái. Phải, cũng không phải. Bác Lão cười thần bí, tựa như không nguyện ý cùng Tiêu Phàm nhiều lời về vấn đề này, sau đó nói tránh đi, sự tình Diêm La Phủ đã giải quyết, các ngươi tiếp theo có phải chuẩn bị tiến về thần kiếp chi địa hay không? Không sai. Tiêu Phàm gật đầu, nơi này đều là người hắn tín nhiệm, không cần thiết phải giấu giếm. Ta mới từ nơi đó trở về, đối với ngươi mà nói, nơi đó quả thật không tồi. Bác Lão trịnh trọng gật đầu. Tiêu Phàm bọn hắn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, tiền bối, thần kiếp chi địa rốt cuộc là một chỗ như thế nào? Tiêu Phàm, Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn đều tràn ngập mong chờ đối với thần kiếp chi địa, gần đây bọn hắn thường xuyên nghe được cái tên này, lại không biết bên trong thần kiếp chi địa cụ thể có cái gì. Nơi đó, là một mảnh huyết tinh chiến trường, khắp nơi tràn ngập giết chóc. Nhân loại vạn năm trước lưu lại dị tộc, đương nhiên, có thời điểm địch nhân đáng sợ nhất không phải dị tộc mà là nhân loại chúng ta. Thần sắc Bác Lão vô cùng ngưng trọng. Dù là hắn đột phá chiến thần cảnh, nói đến chỗ đó cũng tràn ngập kiêng kỵ, đám Tiêu Phàm biết rõ, ở nơi đó, cho dù chiến thần cũng có thể vẫn lạc. Đám Tiêu Phàm biết rõ ý tứ Bác Lão, nếu như bọn hắn tiến vào thần kiếp chi địa, vô cùng có khả năng bị người chiến thần điện ứng phó. Cái khác ta không nói nhiều, thần chi kiếp địa rất lớn, địa phương ta đi qua cũng rất ít, bất quá nơi đó có thứ mà chiến hồn đại lục không có, đó chính là thần linh chi khí. Bác Lão làm cho mọi người chú ý hơn. Thần linh chi khí, đám Chọc Thiên Hồng kinh hô, rất hiển nhiên, thần linh chi khí cũng là thứ bọn hắn chờ mong nhất. Sau khi đột phá chiến thần cảnh, thiên địa linh khí đối với bọn nó đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Duy nhất có thể làm cho bọn hắn đột phá chính là hấp thu luyện hóa thần linh chi khí. Bác Lão gật đầu nói, ta nghe nói, thần chi kiếp địa thần linh chi khí nguyên bộ ẩn đã đến mức gần như khô cạn, chẳng biết tại sao thời gian một năm này thần linh chi khí dần nồng đậm lên, có không ít người đã bắt đầu nhao nhao đột phá chiến thần cảnh, có lẽ, một thời đại vàng son sắp đến. Lời nói của Bác Lão làm cho đám người dục dịch, dù là Tiêu Phàm cũng tràn ngập chờ mong. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, thần chi kiếp địa thần linh chi khí sở dĩ trở nên nồng đậm, có thể là bởi vì Lâu Ngạo Thiên phá hư ngũ hành phong ấn, đại giới thần linh chi khí thông qua tinh không cổ lộ mãnh liệt tràn vào. Lão sư, chiếu như ngươi nói, thần linh chi khí chiến hồn đại lục cũng sẽ trở nên nồng đậm mới đúng. Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi, cái thế giới này mặc dù cổ địa đông đảo, nhưng vẫn lấy chiến hồn đại lục làm chủ thể, tinh không cổ lộ thần linh chi khí dẫn đầu nên tràn vào chiến hồn đại lục mới đúng, tại sao chiến hồn đại lục lại không có biến hóa gì? Bác Lão lại lắc đầu nói, thần chi kiếp địa vốn là chỗ nhập khẩu tinh không cổ lộ, chỗ đó đã từng bị người dùng thủ đoạn phong ấn, thần linh chi khí tự nhiên không cách nào tiến vào chiến hồn đại lục. Thì ra là thế. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Bất quá trong đầu lại lóe qua một nghi hoặc, chính là lúc trước hắn tham gia Nam vực đại bỉ. Từng tiến vào một mảnh cổ địa bên trong U Minh Thâm Giản, nơi đó cũng có một cái ngọc đài ngũ hành phong ấn. Chẳng lẽ nơi đó cũng là chỗ nhập khẩu tinh không cổ lộ? Tiêu Phàm không có tiếp tục hỏi thăm, bất quá hắn có thể xác định một sự kiện, chính là tinh không cổ lộ khẳng định không chỉ có một cái nhập khẩu. Trở về tìm phụ thân Thi Vũ hỏi một chút, nếu như có thể đi đến U Minh Thâm Giản, vậy là có thể làm rõ nguyên nhân. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm quyết định. Nếu như ngũ hành phong ấn bên trong U Minh Thâm Giản phá vỡ, thần linh chi khí chỗ đó khẳng định tràn đầy vô cùng, tuyệt đối có thể làm cho thực lực Chọc Thiên Hồng tiếp tục tiến lên một cái cấp độ. Về phần kim giáp bọn hắn, thần linh chi khí càng nồng đậm, tốc độ luyện hóa thần lực chi tinh cũng sẽ càng nhanh, có lẽ có thể mau chóng đột phá thần giai trung kỳ. Phàm Nhi, ta vốn muốn đi tìm ngươi, nếu ở chỗ này gặp ngươi, vi sư sẽ đưa ngươi một chút đồ vật. Bác Lão đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Là thứ gì? Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, lấy tầm mắt Bác Lão bây giờ, đồ vật đưa ra khẳng định bất phàm. Ba người các ngươi thay Phàm Nhi hộ pháp, Tiểu Ban Tử, còn có các ngươi, đều có thể tiến vào. Bác Lão cười thần bí nói. Vâng, Chọc Thiên Hồng,
Kim Giáp cùng Thị Huyết nào dám phản bác mệnh lệnh Bác Lão, Bác Lão là người có thể tát chiến thiên hạ đó. Ngược lại là Bàn Tử, Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền một mặt kỳ lạ nhìn Bác Lão, bộ dáng không biết làm sao. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Bác Lão đột nhiên lấy ra một bộ bức tranh màu trắng, bức tranh không biết dùng tài liệu gì luyện chế mà thành, phía trên vẽ lít nha lít nhít đường vân. Dưới sự thúc giục của Bác Lão, bức tranh bạch sắc chán phóng bạch sắc quang mang, trong nháy mắt bao phủ đám Tiêu Phàm vào, đột nhiên, Tiêu Phàm cùng đám Tiểu Kim cảm giác linh hồn đều bị hút vào trong đó. Chuyện gì xảy ra? Bọn Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nhìn đám Tiêu Phàm, lại nhìn thấy đám Tiêu Phàm đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, cả người tựa như đang ngủ. Dù là ba tên Chọc Thiên Hồng đã từng cũng đạt tới thần giai đỉnh phong, cũng bị thủ đoạn của Bác Lão làm cho chấn kinh, ánh mắt bọn chúng nhìn về phía Bác Lão biến rồi lại biến. Hy vọng thời không tiểu bí cảnh có thể có tác dụng với các ngươi. Bác Lão mỉm cười, vuốt vuốt sợi râu mỏng manh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.